chào quý vị ông bà quá chị em trở lại kênh quang trung đời sống tv à, mình trở lại uh, dương hoài mạnh quỳnh mình trở lại uh, uh, cái vấn đề hồ văn cường và cô hương lan thì hôm qua hôm qua quang trung cũng có nói rằng là sẽ Sẽ nghiên cứu và phân tích uh, vì sao cô hương lan cổ mời hồ văn cường thì uh, qua cái sự nghiên cứu và cái uh, sự điều tra thì uh, thật uh, thật là không uh, cô hương lan cũng không có mời hồ văn cường lát nữa lát nữa quang trung sẽ phân tích như thế nào cho ông bà của anh em hiểu bởi vì ông bà của anh em biết rằng là riêng bản thân riêng cá nhân của quang trung quang trung cũng quý mến cô chú hương lan bởi vì à, mấy năm trước tức là bốn năm năm trước ba 3, bốn 3, 3, năm trước đó cái vấn đề mà về chính trị về mặt chính trị hoạt động chính trị đồ này kia ở bên xứ mỹ bầu cử tổng thống donald trump đó thì cô chú Hương Lan có ủng hộ và có à, theo để, à, để khá là là, là là hoạt động về chính trị bầu cử tổng thống Donald Trump thì mình biết được là cô Hương Lan à, cô chú Hương Lan cũng không có hồ đồ như vậy đâu đúng không cái này là lát nữa Quang Trung sẽ phân tích không không vì đôi khi mình không, mấy, mấy tại đó cái ngày hôm qua hôm kia mình quang trung cũng không có đại khái là mình mình chưa có tìm hiểu nên mình cũng không có dám nói nhưng mà bây giờ mình tìm hiểu được rồi thì mình thấy vì lúc đó mình cũng không có tin là cô hương lan của mời hồ văn cường nó không có cái chuyện đó lát nữa mình đi vào để quang trung và, và quý vị và các bạn đi vào và phân tích quang trung sẽ phân tích cho ông Bạc cho em hiểu đôi khi ngày hôm qua à, chú à, có à, chú thọ chú thọ chú vô chú nói trời ơi hồi nào giờ chú cũng yêu mến hương lan lắm chú với cô hương lan chắc cũng cũng ngang tuổi thì cô hương lan cô sinh năm 1956 thì giờ bây giờ thì chẳng cũng khoảng sáu mấy rồi thì chú nói hồi nào giờ thích hương lan mà giờ tự nhiên cái mời hồ văn cường này khá là cục hứng này khá là như vậy đó người ta đang còn trên cái đà mà mà quý mến có ca sĩ phi nhung rồi người ta đang còn đại khái là trong một cái cái tình trạng đúng không rồi cái nó rất, và cái tâm trạng của người ta như vậy mà tự nhiên cô hương lan cũng mời hồ văn cường nên, nên làm cho người ta đại khái là mất cái tinh thần đó đi thì con nói với cô chú là à, cô hương lan cổ không có mời hồ văn cường gì cả cái này là truyền thông hồ văn cường lên để để nổ với ông nổ la cho to để cho oai thôi để bán bán cháy vé thôi chứ thật ra là cô hương lan cổ lát nữa mình vô mình nói tiếp không có cái chuyện đó Quang Trung đâu có tin đâu Chưa từng tin luôn á Nhưng mà mình cũng phải nghiên cứu cho thật Đã, Quang Trung cũng biết rồi chứ không phải là không Nhưng mà mình cũng phải có cái Tại vì mình nói chuyện Đôi khi ông bà giám biết rằng là Quang, Trung Quang Trung nhận xét Thường mình không dám tự cao Nhưng mà thường Quang Trung nhận, nhận xét á là Thường là ít khi sai lắm Nhưng mà đôi khi mình không có cái bằng chứng Đôi khi nói cái người ta không coi video Người ta không nghe video Người ta vô tao nói ah, này xạo này tào lao này này kia này kia biết không Nhưng mà mình nói có bằng chứng Ai theo quang trung đời sống tv à, mà bao nhiêu năm nay tức là cũng năm mấy nay rồi thì chắc hiểu cái cách nói chuyện và cái cách phân tích và cái cách làm youtube của quang trung cũng giống như là đưa tin thì quang trung nói đâu đâu ra đó và có có lý lẽ đàng hoàng. Lát nữa mình vô mình mình nói tiếp rồi hôm nay hôm nay quang trung cũng chia sẻ luôn cái vấn đề về à, trường sa hôm qua thì cũng có những cái à, bình luận tích cực và tiêu cực. <laughs> Không sao thì uh, quan điểm của họ rồi um, à, hôm nay hôm nay có tin uh, có tin động trời hôm nay có tin vui um, quan trung nhận được hình dương huệ nằm ngửa <laughs> thì ra là <laughs> hàng gì nằm ngửa kiểu này hàng gì anh mạnh quỳnh ảnh mê không phải <laughs> không biết <laughs> không biết hoàng hoàng ngân ánh có nằm ngửa không mà trường sa cũng mê như vậy không biết nhưng mà hôm <laughs> Hôm qua ông bà các bạn biết rằng là Quang Trung vừa à, vừa làm cái video xong thì à, thì sau đó Trường Sang có cái động thái nó lạ 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 là như thế nào Trường Sang <laughs> tự nhiên đăng hình à, đăng video à, nhạc hát cùng với là Tuyết Nhung đồ kia lên biết không thì thì lát nữa mình vô mình nói rồi cái à, cái vấn đề thêm một cái vấn đề ngoài lề cái này nó nó hơi ngoài lề chút xíu là cái vấn đề mà có liên quan tới à, diễn viên chú à, Thương Tính À, nếu nói chú thương tính thì ông bà sẽ biết rằng là những ông bà lớn tuổi trước và 75 hoặc là sau khi giải phóng đó thì chắc cũng biết là chú dương tính thời 80, 90 chín kia đó chú nổi tiếng là một diễn viên điện ảnh đóng phim thì cái thời đó là iphone lẫm liệt bây giờ thì à, còn thời cởi ngựa bắn cung hết thời xuống ngựa lấy dây thun bắn rồi thì À, hôm bữa hôm bữa ngày hôm hôm kia quang trung cũng có thấy một cái tin tức à, tin tức này cũng có đăng trên những cái báo chí à, chính thống nha ông bà các bác em thì chú thương tín à, à, không biết bị cái gì nằm à, nằm ở ngoài đường á đó. đó thì à, đại khái là à, fan phi nhung rồi nói chung là là cộng đồng mạng họ lên họ xôn xao về cái vấn đề đó rồi bắt đầu à, những cái tờ báo họ lên họ đến chính họ đến chính rồi họ đại khái là là, là, là phân tích đồ này kia đó nhưng mà lát nữa Quang Trung sẽ phân tích sẽ phân tích bởi vì đôi khi á những cái tờ báo hoặc là những cái người này kia lên họ nói họ nói theo cái cái cách của họ và họ không có nói thật thì thì truyền thông Hồ Văn Cường mới lấy cái bài đó vô HNT HNTV tức là, là 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 cái tin tức à, tin tức à, có cái à, hay là có cái nhóm tin tức này ở hình như là không biết ở miền bắc ở miền 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 nam mà quang trung không không rõ nhưng mà HT cái gì HNTV HVN HNTV News thì họ lên họ nói cái vấn đề là có liên quan tới hồ văn cường tức là cái cái, cái bài viết này à, nói rằng là à, chú thương Tính là cái người mà vong ơn bội nghĩa bị à, cái, cái thời gian mà cái thời gian chị à, chị trịnh kim chi đó chị giúp đỡ này kia thì chú thương Tính chú có lên chú à, à, đã là có lời qua lại và Quang Trung còn nhớ là Quang Trung cũng có làm một hai cái video và cũng có à, khiển trách tí xíu bởi vì mình không thể nào mình vong ơn bội nghĩa được cũng giống như Hồ Văn Cường thì à, anh anh h h n t v họ lên họ nói là đại khái là à, giống như hồ hồ văn cường đại khái là như vậy đó thì bên truyền thông hồ văn cường nói rằng là bên fan phi nhung tại sao mà ác khẩu rồi này kia vân vân thì lát nữa mình vô coi nó như thế nào à vì quang trung thấy quang trung đưa cái này lên nó ngoài lề nhưng quang trung đưa lên là lý do tại sao vì quang trung thấy được rằng đó là ở trong cái bài của truyền thông hồ văn cường đó họ họ vẫn còn chửi phi nhung chửi giả man luôn hôm qua hôm qua trong cái uh, trong kênh quang trung đời sống tv cũng có một và một vị vô cũng nói đại khái là nói theo cái cách cái cách nghĩ của họ phải không à, uh, trong cái kênh quang trung thì họ không có nói gì nặng họ chỉ nói rằng đó là là, là là phi nhung không có đáng được như vậy phi nhung cũng là người bình thường thôi thì cái này quang trung cũng đã nghe nghe rất là nhiều một năm nay rồi phi nhung người bình thường thôi chứ không có cái gì đâu à, à, chúng mày mua sách phi nhung làm cái gì chúng mày lát nữa chúng mày <laughs> lát nữa chúng chúng tao lát nữa chúng tao phân tích vô cái vấn đề đó ha vì à, <laughs> nó gọi chúng mày mua sách đến làm cái gì ha chúng mày chúng lát nữa tao chúng với mày ok <laughs> mày ngồi đó đi um, rồi À để Quang Trung coi coi cái tin coi. Rồi ok. Cảm ơn uh, uh, cảm ơn Vừng ơi mở ra. Rồi. Bởi vì Quang Trung nói chuyện trực tiếp với là bên uh, đang nói chuyện trực tiếp với bên uh, công ty công ty mà bầu show của Việt Nam, à, công ty có một cái tên là Vừng ơi mở ra, Vừng ơi mở ra là một cái công ty bầu show tại Việt Nam, họ tổ chức những cái show, à, những cái show hoặc những cái live show, mini show ở à, thành phố Hồ Chí Minh, ở Sài Gòn. Thì Quang Trung muốn đến chính là à, cô Hương Lan có thật sự là mời Hồ Văn Cường hay không? Thì 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 vừa à, nói chuyện nãy giờ, à, đợi nãy giờ thì à, bên bên ban à, bên cái người mà đại diện họ nói là họ đã khá là là không rõ không có. Ok. Thì ông bà cho em biết rằng là cái um, cái công ty uh, công ty um, uh, uh, live Show mở show đồ này kia uh, đại uh, nhạc hội đồ này kia thì cũng giống như là những cái người mà bầu show ở Mỹ và Canada uh, họ là một cái công ty họ là họ tổ chức show họ mời những cái anh chị em ca nghệ sĩ cũng như là mời Hương Lan, mời Hồ Văn Cường là khá vậy thôi. Chứ chứ cô Hương Lan cũng không có mời Hồ Văn Cường. Ok đừng có mà mà lấy cái danh nghĩa của người ta mà 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 xong rồi bắt đầu là mới bán rồi bắt đầu là là, là tung ra tung ra để bán vé cái chiêu này là cái chiêu trò marketing cái chiêu trò Ô, ông bà cho em khi mà nghe những cái truyền thông hồ văn cường đặc biệt là nghe truyền thông hồ văn cường đó, thì phải nghe đi nghe lại và nghiên cứu nghiên cứu và phải điều tra nữa Bởi vì nó thật với ông bà cho em quan trung cũng có thám tử vậy lát nữa quan trung đưa vô cái kênh cái, cái cái, cái trang của thám tử cho ông bà cho em xem luôn thám tử người ta chuyên nghiệp không có cái chuyện đó lát nữa mình lát nữa mình nói tiếp để quan trung đi từ từ coi có âm thanh không rồi có âm thanh rồi cái đầu tiên thì quan trung muốn muốn nói là thì lát nữa mình đi mình đi vào luôn xong rồi đương nhiên quan trung đọc sẽ đọc những cái bình luận ngày hôm qua có những cái bình luận này kia thì mình cũng muốn nêu lên hôm qua bình luận cũng nhiều lắm cảm ơn à, ông bà các bạn chị em và các bạn à, bỏ vào và bỏ cái thời gian để à, chia sẻ những cái bình luận đó trong kênh quang trung về sống tv rồi ok vấn đề thứ nhất là quang trung nói trường sang thì cái này nó cũng có trong những cái bình luận à, và những cái người mà họ họ à, họ bình luận ở trong đó thì thứ nhất là cái thái độ lạ ở đây quang trung nói cái thái độ lạ của trường sang à, ngày hôm qua quang trung làm cái livestream xong nói về trường sang rồi này kia thì hôm qua là cái vấn đề cái đề tài chính về trường sang à, thì sau đó đó, tức là khi mà Quang Trung, à, vài tiếng đồng hồ sau Quang Trung trở lại à, xem á, thì à, Quang Trung thấy được rằng là Trường Sang, trong cái kênh Trường Sang Youtube, Trường Sang có à, đăng, có đăng tải một cái à, music video, tức là một cái MV hát chung với Tuyết Nhung. Thì cái người, những cái người mà họ vào họ bình luận tiêu cực, Quang Trung sẽ nói những cái bình luận mà tiêu cực, họ nói là hôm qua, à, cái vấn đề hôm qua Quang Trung livestream đó, họ nói là Tại sao tại sao mày nói ngu như vậy? Ca sĩ hát với nhiều người thì cái cái này Quang Trung nghe rất là nhiều. Họ nói là ca sĩ hát với nhiều người rất là cái chuyện bình thường thôi. Quang Trung Quang Trung nhớ là ngày hôm qua mình mình bỏ ra khoảng khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ mình phân tích cái đó, mình phân tích kỹ lắm, mình trận đầu trận đuôi trận gốc trận ngọn luôn. Mà họ vào họ vẫn tức là Quang Trung nghe cái này là là vài ba người vài ba người nói ca sĩ hát với nhau hát với nhiều người là cái chuyện bình thường. họ nói là mày sao mày ngu rồi mày nói ca sĩ hát nhiều người bình thường thôi chứ làm gì đâu mà mày <laughs> làm đâu mà cứ soi mói hoài. <laughs> không sao, vui thôi phải không? À, mình mình nghe những cái lời đó của, của 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 những cái người mà họ bình luận khán giả mình thấy nó nó tức cười có nó vui vui. cái vấn đề ở đây á, là ở đây quang trung nói á, là không phải cái vấn đề là trách trường sang là ồ đi đi hát với với người này hay đi hát với người kia hay là ok hát nhiều hay hát ít hoặc là chỉ riêng hát với tuyết nhung hay à, tuyết nhung không thôi cái vấn đề ở đây á, là cái vấn đề nào mình phải nói từ quang trung thường là phân tích có đầu của đuôi có khó ngọn quang trung có nói là người, phi nhung ok phi nhung và tuyết nhung họ cũng có cái lòng tự tôn và tự trọng mình phải tự trọng cái lòng tự tôn của họ họ không có họ không có mời họ không có năn nỉ OK, để quang trung nói lần nữa, họ không có năng nỉ trường sang đến. Trường sang là quán quân hay là quán gì giống hồ văn cường đó, cái chuyện là cái chuyện của trường sang không ai quan tâm. Phi nhung cũng không có vấn đề mà quan tâm tới cái vấn đề đó. Phi nhung không bao giờ mà mở miệng hay là à, đại khái là người ta đại khái là trong bình luận mọi người kể lại, OK, à, đại khái là cái quan điểm của người ta cho rằng là à, Phi nhung không chấp nhận Trường Sang là quán quân nên nó là chị chị Trang đó, chị Trang chỉ chị trả thù thì không có vậy đâu và Phi Nhung cũng không có cái ý như vậy đâu. Cái vấn đề ở đây là về về tiết Nhung với Trường Sang đó. Đi đi hát với người nhiều người là chuyện bình thường, cái chuyện đi hát với ai đó là cái chuyện của Trường Sang. Nhưng mà ở đây người ta nói cái gì, khán giả người ta nói lên cái gì, người ta nói lên cái sự mà ơn nghĩa. Nói lên cái sự ơn nghĩa, vì tại sao nói lên cái sự ơn nghĩa? Bởi vì Hồi đó đâu ai biết Trường Sang. Hồi đó Quang Trung đâu biết Trường Sang, nó thật luôn, nói đừng có đừng có giận, đừng có tự ái chứ Quang Trung không biết Trường Sang. Quang Trung nói cho con cái của Phi Nhung thì Quang Trung biết, nhưng mà về về Trường Sang gì đó, Trường Sang, Trường Sơn thì Quang Trung không biết. Khi Phi Nhung chết Quang Trung cũng không biết luôn, Quang Trung làm video gọi hơn nửa năm Quang Trung chưa chưa biết Trường Sang nữa, cái đùng một cái cái có Trường Sang thì Trường Sang xuất hiện. Trường Sang xuất hiện. Thì bây giờ Quang Trung nói nè, Trường Sang đó là dựa vào Tuyết Nhung, dựa vào đàn gà để nổi tiếng, để leo lên. Ok? Thì thứ nhất, thứ hai nữa là khi mà đến với Tuyết Nhung đó, lúc mới đến nó thấy người ta còn thấy hoa còn nở đó, thì nói rằng là ô sẽ hát với Tuyết Nhung này kia, giống như là Mạnh Quỳnh và Phi Nhung, vân vân rồi sau đó bắt đầu là gặp cái người mới Tức cái này là cái này là ý của khán giả và khán giả thấy được gặp người mới xong bắt đầu là ngoảnh mặt quay lưng ở đây là quan trung nói là cái vết cái đề ân nghĩa mình dựa vào một người đó để mình lên hoặc giống như hồ văn cường hồ văn cường cũng nhờ phi nhung đưa lên đúng không đàn gà cũng nhờ phi nhung đưa lên nhưng đàn gà họ biết cái ơn đó họ cảm ơn Phi Nhung, họ đội ơn Phi Nhung mỗi ngày. Chứ không giống như ai đó. Cái ngày mai táng cái ngày Phi Nhung ra đi nó vẫn đòi tiền, nó chỉ biết tiền thôi. Chỉ biết danh lợi thôi, chỉ biết kinh tế thôi. Ok, tôi sẽ thông cảm, tôi thông cảm cái nền kinh tế. Cái vấn đề kinh tế, cái vấn đề tiền bạc. Cái vấn đề làm ăn kinh doanh. Nhưng mà bất cứ làm một cái điều gì mình cũng phải nhớ cái ơn và nhớ cái mà cái đức nó đi đầu chứ không phải là xong xuôi rồi bắt đầu phủi mỏ. Xong xuôi rồi phủi mỏ thì là thì là thế nào? Thì là vong ơn. Đúng không? Vong ơn bội nghĩa. Còn cái chuyện thằng Sang nó hát với ai, nó hát với người cái, đó, cái chuyện nó chuyện của nó, cái vấn đề ở đây là thằng Sang rồi đó đầu làm sao nữa? Thằng Sang nó lên cái bài nó cảm ơn. Nhưng mà ông Hoan nó không cảm ơn Tích Nhung, nó không cảm ơn Phi Nhung. Nó cảm ơn bạn gái mới. Cái này là cái 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 lời này là cái lời của Vbiz của các anh Vbiz đi phỏng vấn Trường Sang nói chứ không phải là Quang Trung nói. Cho nên trước khi mà chỉ trích hoặc trước khi mà nói một cái gì đó nặng lời hay nhẹ lời tích cực hay tiêu cực phải nghiên cứu phải coi cho nhiều. Anh anh showbiz Nhật báo, anh anh Vbiz Mấy ảnh cũng nói, mấy ảnh cũng hỏi nói như quan chung như vậy đó. Thằng Trần Sang nó sao, nó đâu có trả lời được. Cái này là cái cái khái niệm khán giả thấy được. Ok, cứ cho là chúng tôi ngu, nhưng mà chúng tôi biết được cái ơn nghĩa, chúng tôi nhớ cái ơn. Chúng tôi nhờ vả ai, chúng tôi dựa vào ai hoặc là chúng tôi nhờ ai đưa lên, chúng tôi nhớ cái ơn đó. Chúng tôi cảm ơn nhưng mà chúng tôi không có cảm ơn cái người mà thấy mới quen cũ. Chúng tôi cảm ơn cái người mà đã giúp chúng tôi, đã đưa cho tên tuổi chúng tôi lên. Đúng không? Còn cái chuyện trường sa không ai cấm, không ai cấm và không ai ép trường sa hát với người này người kia. Nhưng mà họ họ thắc mắc, họ thắc mắc, họ nói, ủa tại sao bấy lâu nay hát với Phi Nhung hứa, sorry, hát với Tuyết Nhung hứa với Phi Nhung, à hứa, hứa với Tuyết Nhung, cái từ bây giờ bây giờ cái tự nhiên cái đi hát cái khác ở đây người ta trách là cái, cái cái bùng nổ cái bùng nổ dư luận là nó phát nguồn từ đâu nó phát nguồn từ cái bài viết cảm ơn hoàng ngân ánh của trường sang còn trước đó không có cái dư luận không có cái bình luận nào cả chính trường sang là cái người mà bắt cái nguồn đó chính trường sang là cái người nhóm lửa để cho có cái dư luận đó trước khi đừng nói đừng nói quan trung không biết trước khi trước khi mà trường sang viết cái bài mà cảm ơn hoàng ngân ánh đó, không có ai nói gì cả sau khi viết cái bài cảm ơn hoàng ánh rồi cảm ơn cảm ơn hot girl hà nội cho anh tuổi thêm tuổi trẻ cho anh biết được cái tuổi trẻ cho anh hưởng thụ được cho anh trải nghiệm được phải không mùi vị của gái miền bắc ôi rồi ơi kinh thế bởi vậy bởi vậy dương huệ nằm ngửa nhưng bệnh quỳnh mê là vậy đó <laughs> mấy ông nội này ở miền nam <laughs> mà nói chung nói miền nào cũng vậy thôi con gái thì ai cũng vậy ai cũng có hai cái, cái ai cũng có hai vú không ai cũng có bốn đúng không xem thôi ok không khác nhau gì cả nhưng mà mấy ông nội này là là, là mê với không? không biết mê cái gì mê nằm ngửa hay gì đó mình không biết Bây giờ mình hỏi lại cái người này Ok Ngu cũng được nhưng mà bây giờ hỏi lại nè Ok tại sao Tại sao người ta đưa mình lên Tại sao quá là à, nhờ giả người ta để, để để vươn lên Để có cái tí xíu tiếng tâm Rồi bắt đầu á, là không cảm ơn người ta Mà đi cảm ơn cái người khác Đi cảm ơn cái người mà à, Cái người miền Bắc ừ. thay vì đi đi hát cái người nào cũng vậy ok bởi vì cái lời hứa nữa đặc biệt là cái lời hứa cái lời hứa ở uh, cái show của châu đốc đó cái lời hứa đó người khán giả người ta nghe một khán giả ngu à khán giả ok khán giả có một một trăm ngàn người một triệu người có một hai người lãng trí đâu phải khán giả nào cũng lãng trí hết ủa, ủa hàng hàng nghìn cái lỗ tai hàng triệu cái lỗ tai người ta nghe hàng triệu con mắt người ta nhìn không lẽ gạt được người ta à? ủa mà anh, mà anh, mà anh, nói chuyện mà anh nói chuyện kỳ quá mà anh nói chuyện mà anh cứ nghĩ người ta ngu không đúng rồi ngu Ngu người ta mới phân tích ra đó, phân tích phân giải ra trả lời không được đó, vô trả lời không được vô tức chửi, <laughs> vớ vẩn, đúng không? Tụi tôi ngu nhưng mà tụi tôi phân tích ra mấy anh trả lời không được, mấy anh trả lời không được mấy anh tức, mấy anh, mấy anh phản biện không được, mấy anh lý luận lại không được, mấy anh tức thì mấy anh mới, mới chửi những người mà chửi là những người nông cạn, những người họ không có kiến thức thôi, <laughs> đơn giản vậy thôi đúng không thực tế là như vậy thôi đừng nói đừng tự ái nhưng mà thực tế như vậy thôi anh mấy anh cả quan trung cảm ơn okay, mấy anh mấy, mấy anh mấy chị vô mấy anh mấy chị à, đại khá là lý luận Quang trung rất là cảm kích cái vấn đề đó nhưng mà vô mà vô mà sốc sốc ngang 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 mấy anh bị bác mấy anh sốc sốc ngang ngang kêu đó là tôi biết được ở cái, cái, cái tầm của mấy anh là như thế nào rồi đúng không rồi mấy anh mấy anh mấy anh, mấy anh, mấy anh, giỏi là bịa chuyện nổ nó à, nổ à, thì mình bắt gọi gọi là nổ mấy anh bịa chuyện nổ bắt đầu lôi lôi cô cô danh ca hương lan vô rồi bắt đầu là à, à, gì pr để bán vé bán cháy vé hàng gì mấy ngày hôm nay nó cháy vé cháy vé cháy, cháy vé biết viết lần được rồi viết ba bốn lần ai mà không biết cháy vé thì đương nhiên có danh, danh ca hương lan nổi tiếng danh ca hải ngoại nổi tiếng nổi tiếng từ trước 75 mươi thì đương nhiên mà không cháy vé mới, mới, lạ nhưng mà nhưng mà cô ca sĩ à, cô ca sĩ danh hài hương là danh ca hương lan đâu có đâu có mời hồ văn cường mà anh bịa vô rồi để, để anh bán vé mà, chơi, mà anh chơi chơi chiêu ôi chơi không thật chơi không đẹp đúng không đó thì đây là cái vấn đề tuyết nhung với là thường sang và đáp lại cái à, những cái bình luận thì đó là quan trung chỉ nói vậy thôi bởi vì á cái nguồn lửa nó nó cái lượng, cái nguồn lửa nó bốc cháy là lúc mà trường sang viết một cái bài uh, Facebook status cảm ơn uh, cảm ơn hoàng Ngân ánh tức là cảm cảm ơn cái cô bé mới đó, đó trong khi đó là uh, sông ca với tuyết nhung đi uh, đại khái là hành trình với tuyết nhung uh, gần một năm nay mà không, không có lời cảm ơn cũng không đến shop cũng không chúc mừng cũng không gì hết đợi người ta nói xong đâu à, để tôi rảnh tôi rảnh tôi tới mày là nam nhi đại Trượng phu mày là đàn ông mày là người nổi tiếng mày là người công chúng thì mày phải biết mày tự động tự giác chứ mày có nếu mà nói mà nếu mà nói ok nói, nếu mà nói mà chú mày lên tiếng chú mày lên phân tích mày rồi mày mới tới thì cái đó nó không còn ý nghĩa nữa ý nghĩa ở đây ông bà các bác chị em biết rằng là đặc biệt là là phụ nữ con gái hoặc là à, nói chung mọi người đó những người người ta ý tứ đó, thì người ta cần là cần gì trong cái ok trong cái, cái vấn đề trai gái trong cái vấn đề này kia đó người ta cần là là phải cần tự động tự giác đương nhiên là con gái nó thích nó tự động tự giác rồi bộ hôm nay bây giờ mày ra mày mua đá hoa mày đợi mày đợi bằng gái mày nói Ê, anh đi mua đá hoa thì nó còn ý nghĩa nữa mày phải tự động tự giác đúng không phụ nữ đàn bà con gái họ cần cái tự động tự giác chứ không phải là cần đợi nói rồi mới làm đợi nói rồi đợi nói rồi mới làm nó còn ý nghĩa không nó còn ý nghĩa nữa nhưng mà bây giờ mình nói bây giờ mình nói với cái cái vấn đề tình 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 thì nó có nhiều tình 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 yêu cha mẹ tình yêu bạn bè tình yêu trai gái tình yêu lứa đôi vân vân mà giữa trường sa với tuyết nhung là cái tình yêu bạn bè đi các cái tình cái không dám nói yêu mà nó cái tình bạn bè tình bạn bè tình cha mẹ tình tình nó đứng hay là tình nó, nó nó đại diện cho rất là nhiều cái cảm xúc thì đương nhiên là phụ nữ con gái cho dù cái tình bạn bình thường đi chăng nữa thì anh phải tự động tự giác anh phải ga lăng anh phải ga lăng giống như là anh mình quỳnh vậy đó phải ga lăng phải chiều phải nghe dục sách phi nhung đi em dục sách phi nhung đi đó, anh anh phải ga lăng như vậy đó thì gái nó mới thích Nhưng mà bây giờ mình nói về cái cách mà tử tế, tử tế bạn bè, tử tế là khá là tôn trọng nhau đó. Thì giữa Tiết Nhung và Trường Sang đó, thì mình nếu mà tôn trọng, bạn bè tôn trọng nhau thì mình tự động tự giác. Mà không cần ai nói. Và khi mà người ta, khi mà khán giả, khán giả khác, khán giả khán giả là là họ họ người thứ ba, họ đứng bên ngoài, họ thấy hết á. Họ thấy ok, cái hành vi của Trường Sang như thế nào, cái hành động của uh, Tiết Nhung như thế nào cái cảm nghĩ tiết nhung thế nào, cảm xúc tiết nhung thế nào, buồn vui gì đó, trường sang, ờ làm như vậy, tiết nhung buồn tiết nhung vui, người ta đứng người thứ ba họ thấy hết, không lẽ phân tích tới như vậy mà những cái người những người là họ không hiểu sao? người ngu phân tích mà người khôn không hiểu, vậy mà sao, ta, sao kỳ vậy ta? mình mình ngu mình phân tích theo cái kiểu mà ngu vậy đó, mà họ còn không hiểu nữa. nếu mà mình phân tích theo kiểu khôn thì làm sao mà họ hiểu? giống như chính trị vậy đó ông bà các bác chị em. Quang Trung thấy đó là thường ở trong chính ở trong những người họ nói chính trị họ chính Quang Trung thấy không có chính trị gì cả cái này là chỉ có lên tin tức nói rồi bắt đầu phản qua phản biện qua phản biện lại thôi. Đó. Rồi khi hồi trước nó Quang Trung nói chính trị mình nói chính trị không ai hiểu. Thì mình biết được cái cái cách của mình nó đại khái là nó nó cái tầm cái level cho nên nó họ không có match họ không có uh, ăn khớp với cái level mình cho nên họ không có hiểu mình chính trị của người mỹ người mỹ mỹ người canada họ chính trị theo cái cách mà tự nhiên mình học ở đây thì đương nhiên mình phải chính trị theo cách ở đây thì cũng giống như là quang trung nói là mình ok họ cho mình họ cho là mình ngu đúng không họ cho là uh, fan phi nhung ngu mà fan phi nhung là phân tích như vậy mà còn không hiểu người ngu mà phân tích không hiểu nó người khô phân tích mất sức mấy mà bên 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 mấy người này hiểu hoặc là truyền thông hồ văn cường hiểu đúng không nó hiểu thì nó đâu có mà vong ơn bội nghĩa nó hiểu thì nó đâu có viết cái bài mà cảm ơn cảm ơn cảm ơn em 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 gái miền bắc ôi rồi em gái miền bắc mà dẻo mà nói chuyện em gái miền bắc nói chuyện dẻo phải không dẻo ẹo 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 nè nè hàng gì đó là thầy trò nó mê là như vậy đó nhỏ dân huệ cũng vậy luôn nội dung huệ cũng dẻo lắm nằm 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 cái tướng mà ông bà các bạn biết không nằm cái nằm ngựa cái tướng còn dẻo nữa ủng hộ chi mà nói chuyện cho nên là thầy trò nó mới thầy trò y chang nhau mấy ngày hôm nay là đã khá là mấy cái bài viết bên bên thầy bên thầy mạnh quỳnh của của trường sang nó thấy bỏ hết rồi xóa hết rồi Quân trung vô tìm không thấy nữa qua những cái fanpage không thấy luôn báo cáo xóa hết rồi những cái bài sự đời đó những cái bài chửi nhưng mà trên báo chính thống còn nha bên Quang Trung thấy báo pháp luật còn những còn còn lưu lại những cái bài đó bên báo pháp luật. Thì đương nhiên bà cho em thấy rằng là báo chí chính thống thì đương nhiên họ họ đăng theo cái cái khách quan chứ họ không có chỉ à, phân tích hoặc là chỉ trích. Thì họ sợ bị thưa. Họ không có như là kênh YouTube báo họ phải viết theo cái họ phải viết tế nhị như vậy đó. Nhưng mà họ nêu ra cho mình tỏ ra cái quan điểm để cho mình bày tỏ cái quan điểm, hiểu không? chứ không phải báo họ, họ 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 không biết hay là hay là họ ờ họ không không này kia không phải đó mình mình chỉ nói như vậy thôi cái vấn đề tiếp nhưng và và dừng sang rồi tiếp theo um, tiếp theo thì quang trung sẽ đưa cái hình của của dương huệ tại vì ngày hôm qua mấy ngày hôm nay bận hồi hồi sáng coi như là ngày hôm qua xong công chuyện tối sáng tối tôi đi, tối đi công chuyện về cũng ngủ có mấy tiếng con hồ hôm nay cũng mệt um, nhưng mà không sao <laughs> bây giờ cái cái, 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 vừa nhận vừa nhận được hình dương huệ nằm ngửa với không trên đáng lý không lên <laughs> nhưng mà hôm nay nhận được dương huệ nằm ngửa à, hình dương huệ nằm ngửa cho nên nó là phải lên à, lên không lên nó bị ấy đi biết không à, thấy nhìn hương về nằm ngửa tỉnh lên, à mệt buồn ngủ nhưng mà thấy dương huệ nằm ngửa tỉnh luôn tỉnh bây giờ lên lên cho ông bà các xem nè không biết sao nó, nó mở ông bà biết biết là ở xứ mỹ này ở xứ mỹ à, à, xuống Mỹ như là Canada hoặc là New York, gần New York nó là lạnh lắm cho nên là mở cái cái máy sưởi mà mở máy sưởi là nó bị bị ngứa mũi Để khá là có nhiều người bị dị ứng nữa cho nên quan trung hay dụi dụi cái mũi là vậy đó đó thì hôm nay à, là nhận được, à, nhận được à, hình đầm ngữ của dương hệ thứ nhất thứ hai nữa là cái gì thứ hai nữa là à, quan trung sẽ cho ông bà cho em thấy được à, cái hình cưới của dương huệ với người chồng ngồi trong xe và đứng uh, uh, cái hình đám cưới ở trước cái uh, trước cái sân. Thì hôm bữa đó Quang Trung nói rằng là Quang Trung có bỏ lên một lần rồi mà tại sao Quang trung tiền không thấy. À, thì ra là nó không không phải là mình tìm không thấy nhưng mà mình bị nhầm. Từ lúc trước đó là cái đề tài của Hà Thanh Xuân uh, Mạnh Quỳnh đồ này kia đó với là Phi Nhung, tức là bên cái đề tài của Hà Thanh Xuân với vua cá coi đó, Quang Trung có một cái đề tài, một hai cái đề tài nói về một mạnh Quỳnh Hà Thanh Xuân và Phi Nhung luôn. Thì trong cái video đó là video đề tài của Hà Thanh Xuân thì Quang Trung bỏ trong đó mà cứ Quang Trung cứ nghĩ là Quang Trung bỏ trong cái video của của của, của Phi Nhung, cái đề tài của có cái sĩ Phi Nhung. Quang Trung cứ vào vào mấy chục cái video đề tài của Phi Nhung Quang Trung tìm không thấy. Mình nó lạ mình cứ cứ rảnh mình vô tìm mà tìm không thấy. Thì có một cô À, có một cô à, có một cô ở Việt Nam, cổ cổ là cái người tìm ra, cổ nói, à, từ giờ hồi, hồi 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 sáng hồi sáng rảnh cái cổ cổ vô cổ nói à, Quang Trung Con vào cái video này nè, Con tìm nó nằm trong trong cái video của Hà Thanh Xuân chứ không phải nằm trong video của Phi Nhung, thì Quang Trung mới tìm ra, thì hôm nay mới đưa cho ông bà cái em xem luôn, cũng giống như là Quang Trung đưa cái này ra để coi Mạnh Quỳnh ảnh ảnh nghĩ như thế nào, ok? Bởi vì mấy bấy lâu nay bấy lâu nay mình cứ nói ở à, Dương Huệ có chồng Dương Huệ có đứa con đứa con nhỏ rồi này kia Dương Huệ bỏ chồng 2017 Mạnh Quỳnh à, hấp hồn phải không Mạnh Quỳnh hấp hồn rồi Dương Huệ bỏ chồng luôn thì mình cứ nói hoài nhưng mình không có cái hình thì những cái những cái hình này là quan quan trung và nhà đã khá là những cái thám tử ở bên Việt Nam họ có hết á à, thứ nhất để quan trung đưa cái đưa hình cưới đi à, mình đưa hình cưới trước đi nằm ngửa sau cưới xong mới nằm với không mình cưới <laughs> thường thường đó, mình đám cưới xong mình mới vô mình mới nằm ngửa <laughs> mà này chưa đám cưới vô, vô, chùa mà nằm ngửa mới ghê đúng là <laughs> à, rồi để quang trung đưa cái hình uh, hình cưới lên hình cưới trước ha xong rồi hình nằm ngửa ha nó có một cái hình à, hình à, Mạnh Quỳnh chụp với Phi Nhung tình tứ lắm. Cũng có một cái tấm hình à, hồi trước lát nữa Quang Trung sẽ đưa lên lại hồi đó lúc mấy à, cái video vừa rồi Quang Trung cũng có có đưa lên rồi. Ở đây hôm nay có nhiều hình lắm. Hình cưới đâu rồi? Huệ ơi. Dương Huệ rồi, Dương Huệ đây. Dương Huệ ơi. Where are you baby? Đây đây đây. Đây. Đây là hình cưới của Dương Huệ Ông bà các em xem vì bấy lâu nay đó Mình nói hoài mình, mình nói rất là nhiều Nhưng mà không có hình Không có chứng cứ Đây là cái chứng cứ Anh chồng Anh chồng rất là đẹp trai Cao Cao ráo đẹp trai à, Cũng trắng trẻo à, Người miền Bắc sao ai cũng trắng cả Đây là Dương Huệ Dương Huệ lúc này đương nhiên là nhìn tí, 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 tí xíu, tí xíu, tí xíu, slightly different, tức là tí khác tí xíu thôi. Vì tại sao? Vì khi mà là cô dâu, khi mà là đám cưới thì đương nhiên là sẽ make up, make up và trang điểm. Thì đương nhiên cái người bình thường như là Quang Trung bình thường không make up, không trang điểm. Nhưng mà lên đồ thì nó khác. À, đúng không? Thì cô dâu cũng vậy, cô dâu chú rể cũng vậy họ make up họ đánh phấn đánh son kẻ mắt kẻ môi cái gì đó thì đương nhiên nhìn nó khác tí xíu, đó là dương huệ. Đúng không? Thêm một à, thêm một cái nữa. Là, 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 là. Cái like này nó cái screen của nó đó, đây là đây là cái hình à, ông bà em thấy đây là cái hình à, ngồi ở trong xe, ngồi ở trong xe đám cưới. Còn cái hình hồi nãy là cái hình à, đứng ở trên đứng ngoài sân, đứng ngoài ngoài sân ngày tân hôn. Vu Quy. Đó. Thì bao nhiêu lâu nay, bao nhiêu lâu nay mình nói, mình nói mà mình không có, mình nói mình có cái tấm hình nhưng mà mình cứ không đưa ra, đó, thì à, à, mình bị nhầm, mình tưởng đâu là mình để trong cái video của của, của Phi Nhung, ai ngờ đâu là trong cái video của Hà Thanh, cái đề tài Hà Thanh Xuân với Vua cá Coi, mình vào đó mình mình thấy liền bởi vậy mình nói ủa sao mình 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 có bị lãng không ta Tập mình mình nhớ là mình có có, có có, đưa lên một lần rồi mà sao tìm lại không thấy thì ta là là, là là, là, nằm trong cái đề tài khác đó thì đây là cái mà đây là cái chứng cái chứng cứ mà bấy lâu nay mình nói là giờ nhưng mà không biết anh mình quỳnh anh nghĩ sao cái đó là cái đó là chuyện của ảnh bởi vì ở đây quang trung nói là ông bà ông bác chị em lên họ bình luận họ không phải là là họ nhiều chuyện hay là họ ngăn cản hay là 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 là, là, là quyền hay là, là 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 cướp quyền của mình quỳnh hay là này kia hay là chỉ thị mình quỳnh hay là là um, chỉ đạo gì mình quỳnh cả cái vấn đề ở đây ấy, là họ thấy những cái tấm hình này quan trung biết được đó, nó có một cái bài viết nó có một hoặc hai cái bài viết một hai cái bài viết này nói về là nói về cái lịch sử và cái uh, dương huệ thì ông bà cho biết rằng đó là khi mà người chồng tức là người chồng của dương huệ bị như vậy thì đương nhiên người chồng đó họ, họ họ buồn bã họ sẽ lên tiếng họ hoặc là họ sẽ bóc phốt thì những những cái bóc phốt đó những cái bóc phốt đó là từ cái người chồng của dương huệ cái người chồng chồng người chồng mà bị bỏ rơi đó của dương huệ ảnh lên ảnh bóc phốt thì đương nhiên khi mà bóc phốt như vậy thì dương huệ dương huệ sẽ có những cái à, à, đại khái là có những cái à, ngăn ngăn chặn ok có những cái mà ngăn chặn cũng giống như là báo cáo YouTube để vừa đó kháo Facebook để Facebook nó 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 nó, nó, à, nó xóa bài đi hoặc là nó giới hạn bài vân vân đó thì thì nó đã xảy ra bấy nhiêu lâu bấy nhiêu lâu nay rồi à, nhưng mà những cái mà những cái tàn tro đó nó vẫn còn nó vẫn còn lại bởi vì khi mà mình làm chuyện xấu <laughs> từ khi mình đừng có làm nếu nếu muốn người ta không biết á, thì từ khi mình đừng có làm còn khi mà mình làm rồi thì không bao giờ giấu được <laughs> không bao giờ giấu được trừ phi giết khẩu <laughs> bịt miệng luôn đó thì có thể có thể giấu được bởi vì có nhiều cái thủ đoạn mà ông bà em thấy là họ 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 diệt khẩu họ giấu họ họ bị, họ, họ, họ binh bung bít họ bung bích thông tin nhưng mà những <laughs> những cái thông tin mà về đại khái là kết hôn gia đình xã hội này thì <laughs> họ không có bung bích cho nên đương đương nhiên là trên mạng xã hội hoặc là um, trên Facebook hoặc là trong những cái mà họ lưu lại đó họ đều có cả thì ở đây quang trung nói không biết anh mạnh quỳnh anh nghĩ sao anh đừng có nghĩ rằng là khán giả ông bà ông bà lớn tuổi nhiều chuyện à, cướp đi cái quyền lợi của anh hoặc chỉ thị chỉ đạo anh đừng có như vậy vì họ thấy và họ biết về dương huệ họ thấy cái này là cái hình quang trung đưa lên thôi nó còn những cái bài bóc phốt nữa từ cái những cái này những cái hình này và những cái này là quang trung lấy từ những cái bài bóc phốt ông bà các em còn nhớ đó cái cái à, cái video năm ngoái cái video mà, mà ở trong đề tài của Hà Thanh Xuân thì ông bà em còn nhớ là Quang Trung có nói đó Quang Trung sẽ nghiên cứu đúng không thì chở nếu mà ai xem cái đề tài của Hà Thanh Xuân Quang Trung có nói là Quang Trung sẽ Quang Trung sẽ nghiên cứu sâu vào Dương Huệ thì Quang Trung nghiên cứu sâu thì Quang Trung thấy được như vậy Quang Trung biết được đó trên Facebook nó không có trên Facebook không có nha cho nên mọi người vào tìm không có Google không có bởi vì tại sao bởi vì khi mà một người ca sĩ một người nổi tiếng hoặc là một người công chúng đó, họ muốn họ muốn khóa cái đó đi nó rất là dễ, họ bỏ tiền ra là 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 những cái bài viết đó bay hết. Cho nên phải cần cái sự mà điều tra và thực thực tế đó, thực tế ngoài đời đó, hoặc là thám tử đó, thì mới biết được thôi. Mới có là những cái, cái, cái còn những cái tài liệu thôi. Còn không đó là tìm không có ra, Facebook tìm đâu có thấy đâu. Không tin ông bà cái lên xem xem Facebook không bao giờ thấy, không bao giờ có. Google không bao giờ có, báo thức báo biết báo chính thống không bao giờ có. Thì khi mà Quang Trung nghiên cứu vào thì cũng giống như là Hôm nay mình dậy Hôm nay không hôm qua đi trễ về ngủ không được luôn Mình 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 vào mình nghiên cứu cô Hương Lan Mời Hồ Văn Cường Thì mình nghiên cứu xong mình điều tra xong thì không có Không phải thật hư Cái đó là thật hư thôi Nó lấy danh danh nghĩa của cô danh ca Hương Lan để nó PR bán vé thôi Chứ nó thực tế là nó không có cái chuyện đó Cô Hương Lan không có hồ đồ cũng không có rảnh Mình hiểu cô Hương Lan Tại vì ở bên đây mình hoạt động chính trị hoặc là mình làm này làm kia mình hiểu mình hiểu nhau không có cái chuyện đó nói bây giờ mình quỳnh nghĩ sao mình có quên... đó còn có còn trách có còn trách khán giả nữa không có còn trách ông bà của anh chị em nữa không có còn trách ai đó không có còn trách ai đó lên phân tích không có còn nói những cái lời mà nặng nặng những cái lời mà khó nghe với khán giả hoặc là với cái người phân tích anh không mấy lâu nay là quang trung không nói vì mình không có mình không giữ cái tấm hình mình không có nói bây giờ mình có tấm hình mình nói bây giờ anh bây giờ anh anh trả lời đi anh nói đi kêu dương huệ lên trả lời cái cái hình này là ai vậy tại sao có cái hình này vậy khán giả bao nhiêu quang trung đại diện cho bao nhiêu khán giả bao nhiêu người mà vào à, chỉ trích bình luận hoặc là góp ý với anh hoặc là nói về dương huệ cái tấm hình này sẽ là cái À, cái cái sự đại diện cho bao nhiêu người đó họ lên họ nói Tại vì có một số người đó rằng có một số người nghĩ rằng là ồ các à, các cô chú đó hoặc là những cái người mà bình luận à, tiêu cực về mạnh Quỳnh là là sai là hồ đồ là, là ganh tị với dương huệ là đó bây giờ có ganh tị hay không cái tấm hình này đại diện cho những cái bình luận đó có ganh tị nữa không trả lời đi bây giờ hỏi câu hỏi lý do tại sao bây giờ hỏi đi tí lý do tại sao người ta phản đối dương hoài lý do tại sao người ta không thích à, mình Quỳnh hát với... à, cái chuyện người ta không thích là cái quyền khán giả họ thích hay là không thích cái quyền của người ta mà làm sao mình nói mình làm sao, làm sao mình mình trách khán giả Ồ tại sao cái quyền này quyền của tôi tại sao cướp cái quyền của tôi quyền lợi này quyền lợi của tôi Ủa anh lên anh hát người ta khán giả người ta ủng hộ người ta thích người ta không thích người ta có quyền người ta nói chứ không lẽ bây giờ anh hát cái bài đó anh 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 thấy hay thì anh anh cũng kêu khán giả ồ mà tôi thấy hay thì mọi người cứ cứ cho là hay ủa đâu có được bởi vì làm là một người công chúng là một người diễn viên nghệ nghệ thuật hoặc là nghệ sĩ thì từng bước đi từng lời nói là sẽ bị chỉ trích khi vào celebrity tức là khi vào diễn viên điện ảnh hoặc là hollywood cũng vậy từ bước đi từ lời nói là là bị chỉ trích hết thì mình phải mình phải chấp nhận cái đó chứ tại sao mình phải giận tại sao mình phải nóng rồi ở đây ở đây quang trung nói luôn những cái người mà fan có thể là có tiếng nói cho mạnh quỳnh hay là binh binh vực mạnh quỳnh binh mà theo binh theo cái kiểu mà sai binh theo kiểu mà cố, mà, mà, mà cố chấp là quang trung đang nói những người cố chấp đó mấy anh chị mấy anh chị là diễn viên mấy anh chị mấy anh chị cứ tìm hiểu diễn viên điện ảnh thế giới quang trung thì thường quang trung hay nói là xứ mỹ phải không? cứ diễn viên điện ảnh thế giới như là hồng kông hồng kông đài loan hàn quốc đó, thì hiểu thì hiểu được là là diễn viên điện ảnh là người công chúng thì sẽ như thế nào chứ đừng có lên mà ồ người ta không quang, quang trung nói quá nhiều rồi bởi vì mấy những cái người mà cố chấp có nói như thì họ cũng họ họ cũng như vậy thôi họ không có hiểu không phải là họ không hiểu mà họ không có chịu hiểu họ người thấy rằng là ồ, ngồi lên phân tích anh mạnh quỳnh là không đúng đúng rồi hú hớp hồn biết không hấp hồn xong rồi bỏ chồng cái, cái, này chắc đúng à 2017 lên hấp hồn hấp hồn xong về bỏ chồng luôn chắc cái này đúng đúng lắm quý vị mới vô quan trung nói lần nữa đây là hình hình hai vợ chồng dương huệ hình đám cưới của hai vợ chồng dương huệ nhé đây là hình đám cưới hai vợ chồng dương huệ quang trung đưa cái này lên để quang trung để quang trung phân tích và đi sâu vào cho mọi người hiểu lý do lý do như thế nào mà khán giả ông bà của bác em lớn tuổi hoặc là những một số anh chị em rồi họ bình luận họ họ phân tích về như quỳnh cái à, như quỳnh về mạnh quỳnh hoặc là góp ý với mạnh quỳnh tại sao họ phải làm vậy họ không cướp quyền của mạnh quỳnh họ không có chỉ đạo mạnh quỳnh họ không có nhiều chuyện nhưng mà là khán giả họ có cái quyền thích, thích Họ có cái quyền góp ý Họ có cái quyền họ bình luận Mà tại sao họ bình luận theo cái kiểu như vậy Tích cực hoặc là tiêu cực Thì cái tấm hình này làm cho họ Mấy anh ca sĩ Mấy anh nghệ sĩ Quang Trung nói chung Đôi khi mấy anh ca sĩ mấy anh nghệ sĩ mấy anh, le... mấy anh lên nói sai mấy anh làm sai Đúng không Ở đây cái nào nó ra cái đó Đôi khi mấy anh cũng có nói sai mấy anh cũng có làm sai ca sĩ nghệ sĩ đâu phải là là thánh đâu mà mà cái cái gì cũng đúng phải không bản thân mình Quang quan trung đôi khi mình cũng có nói sai chứ không phải là không nhưng mà cái khi mà mình biết mình nói sai thì mình mình xin lỗi hoặc là mình không nói nữa nhưng mà cái gì mình làm đúng mình nói đúng với cái lương tâm nó không có cắn rứt là là ok rồi giống vấn đề trường sang cũng vậy trường sang làm như vậy nó có đúng hay không có càng lương tăng gấp cắn đứt hay không có thấy mình 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 sai chỗ nào không là người công chúng người công chúng là gì là một cái biểu tượng là một cái gương thì mình phải làm cho nó trọn vẹn không cần phải hoàn mỹ nhưng mà phải làm sao cho đó cho vừa lòng tất cả chứ không phải cho vừa lòng cái nhóm này không hay là cho vừa lòng cái nhóm kia không không, không có đúng không rồi đó là cái cái tấm hình này thì mình quang trung đưa lên quang trung quang trung muốn nói như vậy đó và cái này là cái tấm hình này là đại diện cho tất cả những cái người mà bình luận anh mạnh quỳnh về dương huệ à, mạnh quỳnh đại khái là anh mạnh quỳnh ảnh đến với dương huệ đó là là nó sai là anh sai ở chỗ này nó sai ở cái độ cái tấm hình này cái anh này anh này ảnh anh này là hồi 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 đó tức là à, mấy năm trước anh lên ảnh bốc phốt, quang trung có lâu rồi những cái bài này là những cái bài mấy năm rồi lâu rồi cho nên là mọi người tìm cũng không thấy với ông quang trung không biết mọi người tìm không thấy nhưng mà thôi để để thì quang trung cũng đã có tài liệu và cũng đã phân tích một lần rồi thì thì hôm nay thì quang trung à, đưa lên lại và cho ông bà các em xem đồng thời là phân tích tí xíu về cái vấn đề mà dương huệ và mạnh quỳnh và tại sao mọi người phản đối phản đối là đúng mà người ta có vợ có, à, người ta có chồng có con rồi anh nhào vô anh ôm anh ôm sà nẹo sà nẹo sà nẹo xong xong rồi nằm ngửa nằm ngang nằm ngửa nằm nghiêng <laughs> tôi nói có bằng chứng nha đây nè anh ôm sà nẹo sà nẹo để, để cho quan trung cho cho anh xem cái cái tấm hình cái tấm hình này lại ok cho nó oai oai một chút đó hấp hồn không hấp hồn luôn nhìn trời ơi <laughs> Nhìn Dương Huệ đắm đuối say mê quên cả lối về Ôi rồi Nhỏ mang áo lam hả? Cái hình này là cái hình original nha các bạn bữa cái hình kia là cái hình của Cái hình chụp lại Còn hình này original Mang áo lam mình thấy mình thấy huệ đâu có cái gì bình thường đâu có cái gì đặc biệt đâu ta nó cũng bình thường thôi đúng không mà sao ông ông quỳnh này ông nhìn mà theo ông nhìn kỳ vậy ta <laughs> Ông nhìn giống như ông thèm lắm không đó một phát phải không à, thêm phát nữa à, quang trung nói gì quang trung nói là à, ôm sà nẹo sà nẹo tình tứ đồ này kia phải không mình nói mình phải có chứng cứ không phải ông lên nói ơi mày tôi không biết thôi quen biết anh anh bằng bằng tuổi tôi <laughs> hoặc là à, anh nhỏ tuổi hơn tôi hoặc là anh bằng tuổi tôi anh không phải cha mẹ tôi anh <laughs> <laughs> anh anh cứ lên anh nói tôi hoài <laughs> nói anh mới vui chứ à ôm xà nẹo tình tứ ôm xà nẹo đây có 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 hết á ai đó đấy ai vậy ta à đúng rồi ta phải dương ngoại hơn nhỏ nào <laughs> để xem kỹ coi D dương huệ hắn nhỏ nào ta dương huệ à, thì dương huệ phải không đúng rồi vì tùy quan trung stress Quang trung kéo nó kéo ra quá dương huệ dương huệ à thấy chưa ôm sàn nào chụp hình rồi này kia nào. đưa số 2 nữa bởi vậy quan trung nói mạnh quỳnh mà tin thích hot girl đúng mà giống 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 trường sang vậy đó không Đó, ông bà ra thấy đó. Ôm sờ nào sờ nào Dương Huệ còn nữa, còn nữa. Chưa đâu còn. Còn còn còn. Đâu rồi? À, đâu rồi ta còn 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 à đây 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 kéo kéo bự bự ra kéo bự ra xem thử coi xa quá không không rõ không ta đó rồi đó ông bà em thấy đó là cũng 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 ôm xà nẹo phải không rồi thêm nữa cái tấm hình này chắc ông bà các ông bà cho em hồi nãy quan Trung để để ở ngoài cái bìa đó chắc ông bà cho em chắc cũng chắc cũng cũng thấy cái tấm hình này tấm hình tấm hình này chụp với dương huệ thì cái lúc mà đi đi show đó À, cái, cái lúc đi show thì cái tấm hình này Quang Trung nghĩ là ông bà cho em đã thấy rồi phải không? Cái áo vest này ông bà cho em còn nhớ Tại vì tại sao Quang Trung đưa cái này lên Ông bà cho em còn nhớ là Dương Huệ mua mua cho Mạnh Quỳnh mấy cái áo vest không? Là đây là những cái áo vest mà Mạnh Quỳnh mua cái, đi, đi cái show mà ngày hôm, hôm à, Show Hà Nội đó Cái show mà ngày hôm 23 21, 22, 23 Cái show gì 23 Hà Nội này cái, Thì cái, thì cái áo, áo mấy cái áo vest này là là, là, là bữa hôm bữa quang trung nói là dương huệ mua mua hình như là hai hai bộ hay là gì đó hai hai ba bộ à, quần áo thì thì những cái áo vest này cái áo khỉ mà hồi nãy đó cái áo khỉ hồi nãy là cũng là là là, là dương huệ mua đại khái là mình mình không nói tiền bạc nhưng mà dương huệ lựa chọn dương huệ lựa chọn theo cái ý của dương huệ đại khái là như vậy đó ở đây không nói về tiền bạc anh mạnh quỳnh thì thiếu gì tiền đúng không nhưng mà ở đây mà là mình nói về cái sự lựa chọn của dương huệ thì người ta nói thì người ta nói là ở à, dương huệ mua à, nhưng mà trả tiền thì cái chuyện mình không nói trả tiền ai trả tiền đó à, rồi cuối cùng là cái tấm hình nằm ngửa à, dương huệ nằm ngửa nói chung thấy là nằm ngửa kiểu này nó có đâu có cái gì đâu mà ông này ông mê dữ không biết nữa nằm ngửa nhưng nó có cái chiêu nằm ngửa gì đó nói chung cứ nghĩ là nó có cái chiêu nằm ngửa gì nhưng mà thấy nằm ngửa kiểu này bình thường thôi đó à. thì cái tấm hình cái tấm hình nằm ngửa này đó là mình mình đợi à, cái này đã nhận đã nhận mấy ngày trước rồi cái đó nhận hình như là là tuần ba bốn ngày trước đó thì ba bốn ngày trước lúc đó như, như là hôm qua hôm kia quang trung nói là quang trung không có không có không có thời gian mấy ngày liền cả tuần coi như là nguyên cái tuần không có thời gian vào đó, thì nhận vào lúc ngày hay như là ngày thứ ngày chủ nhật tuần rồi mà luôn quang trung lên cái video đó quang trung nhắc nhắc cho cái cho cái cái người đó đó thì cái người đó mới mới gửi vào cho, thì đó thì bây giờ quang trung mới mới sẵn tìm được cái hình kia quang trung đưa lên luôn thì mình cái hình này mình cũng mong mỏi coi dương hệ nằm ngựa kiểu nào thì quang trung thấy là nằm ngựa kiểu này đây là ở trong do trong trong cái tình xá của phi nhung mà ông bà cho em là nuôi nuôi các trẻ đó thì cái lúc mà mà à, dỗ đầu của phi nhung lúc dỗ đầu phi nhung là vô mạnh quỳnh rồi với là dương Huệ tới cũng cũng có thắp nhang đồ này kia đó dương Huệ mạnh quỳnh có thắp nhang rồi thắp xong rồi ca hát cái gì đó, à, party cái gì đó xong rồi uh, dương huệ vào vô vô đây dương huệ nằm ngửa thì nằm ngửa là ở đây ở đây người ta nói <laughs> không riêng quan trung quan điểm thì quan trung tưởng đâu nằm ngửa kiểu gì thì nằm ngửa kiểu này thì mình thấy nằm thì, thì ngủ ai mà không nằm ngửa hay là nằm thì nằm ngửa không lẽ nằm sấp nằm sấp thì nó hơi kỳ nhưng mà ở đây á, là lý do tại sao người ta nêu cái này lên người ta nêu cái này lên á, là lý do là nó như vậy ông bà em có nhìn thấy cái gì không? cái, cái tấm hình này, cái hình này cũng quan trọng cũng có ghi lên để cho người ta thấy là dương huệ hoặc là ai ai chụp lại màn hình nó đăng thì okay, cứ cứ tự nhiên dương huệ nằm ngửa ở chùa pháp lạc hôm dỗ chị hai tức là chỗ dỗ của có ca sĩ phi nhung đó mang áo đen ở đây người ta nêu ra là lý do nằm ngửa ở đây nè nằm ngửa thì ai đi ngủ cũng nằm ngửa nằm thì nằm ngửa không lẽ nằm sấp thì có cũng có người nằm sấp nhưng mà ít đúng không người ta nằm ngửa ở đây không phải là ở à, à, tự nhiên cái nằm ngửa rồi tự nhiên cái đưa lên không phải để quan trung phân tích tại sao ông bà ông bà cô bác họ đưa lên và họ phàn nàn thứ nhất thứ hai là họ chỉ trích vì tại sao ông bà em còn thấy ông bà thấy cái hình không nó nằm ngửa nó bên hàng ra nè cái đặc biệt là ở đây không mình, mình cũng giống như quan trung mình vô mình thấy ô oh, cái nằm ngửa này bình thường người nằm ngửa bình thường nhưng mà cái cái bất thường nó nằm ở đây cái bất thường là ông bà ông bà cho em nhìn cái tấm hình đi nó banh hàng ra nó banh háng ra kìa nó nằm ngửa nó banh háng ra vậy kìa cho nên nó là là những người những người lớn tuổi hoặc là những người tu hành hay là những người tu đạo họ không có thích như vậy bởi trong chùa mà mày Mày vô chùa Mày vô chùa tao Mày vô tỉnh xá tao Mà mày nằm Mày bên hàng ra như vậy Cái cái Tại vì Người phụ nữ Việt Nam mình Là cái gì Đặc biệt là nói chung Là người phụ nữ trên thế giới luôn Là cái gì Là cái lễ nghi Là cái đạo hạnh Đạo hạnh lễ nghi là như thế nào Thì Mấy chị mấy cô biết được rằng là Mấy chị mấy cô đi nhà thờ có đi chùa Mấy chị mấy cô đừng có đưa ra Ok chú không có nhìn đâu chắc chắn vô chùa vô chùa hoặc là vô nhà thờ mà đưa ngực đưa vú hay là đưa mông ra nói thẳng luôn chú không có nhìn phật không có nhìn hoặc là bên hàng giống dương huệ quan trung nói nó nằm nó thấy ông nó nằm nó bên hàng như vậy hỏi sao người ta không nói rồi bắt đầu fan bắt đầu fan fan của à, à, Đặc khái là fan fan chống phi nhung fan Trấn phi nhung truyền thông hồ văn cường vô binh vực nói trời ơi fan, fan phi nhung ác quá fan nhung ác khẩu quá người ta, fan phi nhung cứ chửi rồi fan phi nhung tấn công là cô danh ca hương lan fan phi nhung là tấn công qua chú chú dương tính ôi fan phi nhung ác quá Ác cái gì người ta nói người ta có có lý lẽ người ta có chứng cứ rõ ràng không phải là tự nhiên tự nhiên không không có người ta nói đâu không có ai mà rảnh mà tự nhiên cái không không có là dương huệ hay là mạnh quỳnh không làm gì cái người cái, cái, bắt đầu người ta đưa lên ta nói là kia không ai mà đổ oan hoặc là không ai mà gắn ghép hoặc là không ai fan phi nhung ông bà anh em ở đây quang trung nói 100% luôn là không có ai mà gắn ghép hoặc không có ai mà tự nhiên mà mà nhiều chuyện hay là đưa lên nói không có có lẽ có lẽ là một số người nhìn cái tấm hình này không ra có lẽ là chính à, chính cái người chụp hình họ cũng không có ngờ vì người chụp hình thì họ họ chụp hình họ chỉ đưa lên thôi nhưng mà có nhiều cái có nhiều ông bà của bác nhang có nhiều khán giả có nhiều cặp mắt hàng nghìn cặp mắt họ nhìn vô thì sẽ có người họ nhận ra cái người à, cái, cái 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 chị cái chị đưa cái chị đưa tấm hình này cho quang trung chị chỉ đưa hình thôi chị không có nói gì hết đó. quang trung nhìn vô là quang trung thấy tại sao là 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 khán giả ông bà của bác nhang đánh giá dương huệ nằm ngựa họ nói nằm ngựa nhưng mà họ không không phân tích có nhiều người hoặc là có cô chú bác lớn tuổi họ không có thời gian mà họ phân tích đâu, chỉ có mình lên YouTube mình phân tích cho mọi người nghe chung vậy đó. Là vì nó nằm ngửa, nó nằm, nằm ngửa thì nó làm cái gì? Nó nằm nó banh hàng ra ở trong chùa, ở trong tịnh xá. Trong đó là người tu đạo, người tu hành, tu tâm dưỡng tánh mà nó nằm nó banh hàng ra kiểu đó hỏi ai chịu nổi? Bởi vậy Mạnh Quỳnh mới không có chịu nổi ở trong chùa đây Quang trung nó bảy mà trong chùa mà nó nằm nó bên hàng vậy không biết về khách sạn không biết nó có bên hàng không nó mình không biết nha à. Okay. ở trong chùa mà dương huệ nói mình phải nói cho rõ phải không à, ở trong chùa mà dương huệ nó bên hàng kiểu này không biết cái lúc này á, hát mình quỳnh hát xong còn nhớ là Quang trung nói là hát xong cái bắt đầu mình quỳnh với lại dương huệ về khách sạn với trường sang không không biết về khách sạn nó nằm kiểu nào mình không biết nha hên xui ok trong chùa tôi thấy nằm ngửa rồi đó chụp hình được rồi đó tại sao người ta chụp hình tại sao cái người à cái người mà chụp hình này người ta đi ngang qua tại sao bình thường không ai chụp hình làm gì đúng không tại sao người ta chụp hình nhiếp ảnh gia họ đi ngang qua họ thấy lạ lạ họ chụp hình đừng thường thường đó, là bình thường không có gì thì họ không có chụp hình đâu họ chụp hình là có lý do hết vì nó nằm nó bên hàng bên hàng trong chùa đó nhìn thấy không trong chùa nằm bên hàng về về khách sạn biết như thế nào đấy đó là quan trung phân tích cho uh, các bạn các bạn trẻ và uh, cô chú bác rồi kia uh, tại sao là mọi người nói ở uh, dương khỏe nằm ngửa nằm ngửa thì chuyện bình thường nó bên hàng nó bên hàng nó nằm trong chùa nằm bên hàng đợi Mạnh quỳnh đó là là thực tế là như vậy đi thẳng vào luôn quan trung là thẳng thắng thực tế nha kênh này là thẳng thắng thực tế đúng sai kênh này là không có nói mây nói mưa nói bóng nói gió kênh này là đi thẳng vào luôn nằm ngửa bên hàng đợi mạnh quỳnh về khách sạn biết có bên hàng không cái đó hên xui đó rồi uhm. đó là những cái tấm hình mà quang trung đưa cho ông bà cho xem mấy mấy ngày hôm nay mấy ngày hôm nay là mình cứ uh, mấy cái video này mình cứ nói ok là dương huệ nằm ngửa ai cũng mong mong nằm ngửa như thế nào thì đó là phong trung phân tích đó rồi xong cái vấn đề dương huệ và mạnh quỳnh vào những cái tấm hình rồi chứ gì rồi bây giờ mình đi vào cái vấn đề chính nè cái vấn đề chính hôm nay là gì là thực hư cô cô danh ca hương lan mời hồ văn cường đến dự thực hư cô hương à, ca hương lan tức là cái chuyện này nó cô cô hương lan cô hương lan danh ca hương lan mời hồ văn cường đến cái dự dự cái buổi buổi mini show ngày 4 tháng 12 đó là không có cô Hương Lan không có mời cái này là một cái chiêu trò PR để bán vé thôi thứ nhất thứ hai là sao là bên fan Quang Trung nói quan Trung nói rõ luôn là bên à, bên Vườn ơi mở ra tức là công ty Vườn ơi mở ra họ cũng không có nói cái gì hết á họ không có nói cái gì họ chỉ nói là ok cái, cái 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 show đó cái show cái schedule cái schedule cái show đó là có uh, uh, hương uh, có cô hương lan có hồ, hồ văn cường rồi có những cái người ca sĩ khác họ cũng không có nói ở hương lan mời văn cường họ không bao giờ nói nha họ không có nói nha đây quang trung quang trung phải rõ ràng đôi khi nhiều khi mình 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 phân tích không rõ ràng người ta cứ người ta cứ nói là Ồ công ty công ty bầu show vừng vừng ơi mở ra Xạo không có họ không có nói họ không xạo cái người mà xạo cái người mà pr cái người mà mà mà, mà nổ đó là truyền thông hồ văn cường là cái con con con, con ngọc lệ đó con nguyễn ngọc lệ đó con cái con mà quang trung hôm bữa quang trung nói cái con đó là cái con mà à, à, quản lý của hồ văn cường bây giờ đó cái con mà nó hại phi nhung chết bắt đầu nó leo nó nó hại hết người này nó hại hết người kia bắt đầu nó, nó nó, nó, chiếm luôn cái, cái 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 địa vị danh vọng và địa vị đó là cái con hồ ngọc uh, con nguyễn ngọc lệ đó là cái con đó nó bịa ra thì khi mà cái con đó nó tung tin ra thì truyền thông hồ văn cường nó sẽ đi theo thì truyền thông hồ văn cường bắt đầu mới lên lên youtube lên lên youtube lên facebook đồ đăng đồ này kia và những cái kênh khác họ sẽ đi theo tức là những cái những cái fan của hồ văn cường họ sẽ đi theo y như vậy quang trung biết được đó, nó có nhiều cái kênh cái kênh họ chỉ đưa cái hình lên bắt đầu họ họ họ, họ thu âm họ nói họ không thu âm họ dùng google nói luôn Tùy khi mà họ thu âm đó họ sợ quang trung nhận ra cái cái cái, cái giọng nói hay gì đó họ dùng cái google để họ nói tức là những cái tin tức mà họ họ nói đó họ dùng google họ dùng cái cái eco để họ sửa cái cái, cái giọng không à họ không dám nói giọng thiệt hỏi với ông bà các anh chị em truyền thông hồ văn cường cái mặt không dám đưa ra quang trung không nói hết quang trung nói một số tức là không quang trung nói đa số đa số, số truyền thông hồ văn cường chỉ có một một số là đưa mặt ra thôi còn đa số là giấu mặt hết hỏi cho ông bà cho em chứ mình lên mình nói tin tức mình phân tích mà mình giấu mặt vậy thì ai mà ai mà tính Đấy. Quang Trung vào phân tích nè Cái lúc mà Paris by Night 134 Quang Trung có lên nói cái vấn đề là uh, Những ca nghệ sĩ trẻ uh, Và những ca cô chú ca nghệ sĩ hải ngoại Cô chú ca nghệ sĩ trước 75 Đến dự cái chương trình Paris by Night 134 Tại Thái Lan The Farewell Nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn chia tay Bắc ngạn thì cái cái show đó có mặt cô Hương Lan cũng có mặt cô, cô cô Thanh Tuyền nữa nhớ không rồi có mặt những cái người mà ca nghệ sĩ cũ những cái người mà đồng hành với chú với nhà văn Nguyễn Ngạn với Bắc Ngạn hồi xưa đó những cái bay vào thời đầu 90 mươi đầu này kia đó thì những cái ca sĩ đó nhiều lắm có Linda Trang Đại có có nhiều rất là nhiều dự đúng không và cũng có những cái ca sĩ trẻ và ca sĩ Việt Nam mà không có rất tiếc là không có đàn gà có mạnh quỳnh đúng không mà không có đàn gà thì đó là rất tiếc thì sau khi mà cái show trăm ba 134 ở Thái Lan xong đó thì rất là nhiều ca sĩ trong đó có cô Thanh Tuyền, có cô Hương Lan rồi có cô Trang Thanh Lan rồi nhiều lắm những 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 cái những cái cô chú ca nghệ sĩ đó tại vì những cái cô chú đó là bằng tuổi hoặc là lớn hơn tuổi cha mẹ mình thì mình nói cô chú thì những cái cô chú đó vì gì đã ở Thái Lan rồi cho nên cái dịp mà họ ở Thái Lan nó họ bay về Việt Nam luôn ok ở đây Quang Trung nói riêng cô cô danh ca Hương Lan cổ bay về Việt Nam Cô bay Việt Nam thì cũng giống như là cô Thanh Tuyền hoặc là cô hồi đó hồi đó cô 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 gì cô gì hát nhạc trịnh nhạc trịnh đó cô cô gì hát nhạc trịnh trịnh công sơn đó quên quên cái tên cô tự nhiên cái quên cái tên cô à cô chuyên mô hát nhạc trịnh cái cô hát nhạc trịnh hay lắm thì cô cô cũng về việt nam đại khái là cái thời gian cô về việt nam nó cô lên cô hát cái bài uh, gì, sông núi gì đó rồi người ta cấm người ta lấy gì kia thì cái thời gian mà ca sĩ đặc biệt là cô cô hưng lan cô về cô đi qua thái lan xong cô về việt nam thì trong cái thời gian mà về việt nam đó đó là những trong cái thời gian rảnh ông bà có quan chưa biết rằng là cô chú hưng lan ở đây thì quan trung đương nhiên là người cộng đồng cộng đồng việt nam ở bên đây thì thì mình biết rất là rõ đặc biệt là ca nghệ sĩ đôi kia mình yêu mến thì đương nhiên mình theo dõi mình biết rõ lắm thì cái thời gian bà ông bà biết là cái thời gian covid và cái thời gian mà bận rộn đó cô chú hương lan không có cái dịp mà về việt nam thì sẵn cái dịp mà qua thái lan dự cái buổi farewell của bác nguyễn ngọc ngạn cô, à, cô chú mới về việt nam luôn thì trong cái thời gian mà cô chú về việt nam đó thì đương nhiên rồi mình là một ca sĩ nổi tiếng mấy chục năm rồi từ trước giải phóng tới bây giờ thì khi mà về việt nam đó, thì có những cái công ty bầu xô à quan trung cho là ở bên Canada ở bên Mỹ hoặc là những cái nước mà bên Úc họ có những cái công ty bầu xô thì những cái công ty bầu sô đó trong đó cái công ty bầu sô Vừng ơi mở ra. Công ty bầu xô Vừng ơi mở ra mới mời cô Hương Lan. Quang trung cho ông, ông bà cho xem cái trang này luôn. Rồi Quang trung phân à, sẵn đó Quang trung phân tích luôn. Đây là cái công ty bầu xô Vừng uh, Vừng ơi mở ra. vừng ơi mở ra này đây nè đây là một công công ty bầu xô công ty bầu xô này họ mời rất là nhiều ca sĩ ca nghệ sĩ nổi tiếng hoặc là uh, tai tiếng tức là bầu xô khi mà làm mở là có công ty bầu xô tôi không cần biết ông bà các bạn thấy là cái, cái cái sự kiện của đàm vĩnh hưng câu chuyện của đàm vĩnh hưng cũng vậy bầu xô thì họ mời họ mời thôi tức là có lợi nhuận thì họ mời thôi còn cái chuyện mà mà uh, chính trị hay là xã hội hay cái gì đó thì họ không quan tâm đúng không nhưng mà hôm nay á cái này là quang trung muốn phân tích và quang trung muốn vạch ra đó là thứ nhất là quang trung muốn cho ông bà cho em biết rằng à, Nguyễn à, Nguyễn Ngọc Lệ tức là truyền thông à, Nguyễn Ngọc Lệ quản lý hồ Văn Cường và truyền thông Hồ Văn Cường PR cái danh nghĩa lấy lấy tên của à, cô danh ca Hương Lan PR cái danh nghĩa để bán vé hoặc là để à, để PA cho Hồ Văn Cường PR thêm cho Hồ Văn Cường Bởi vì tại sao? Bởi Vì mấy ngày hôm nay ông bà cho em biết rằng đó là họ đăng không biết bao nhiêu bài bán cháy vé bán cháy vé ôi rồi ôi ngon quá ôi rồi cô Hưng lan ôi ôi vinh dự quá ôi, ôi vinh dự quá đã, đã, quá được cô Hưng lan mời ôi vui quá mừng quá ôi rồi ngon thế rồi ngon phết đó thì nó nó có nó ở trong cái bình luận nó có nhiều cái <laughs> đọc với tức cười lắm thì ở đây quang trung nói là là không phải cái công ty vừng ơi mở ra này công ty này cũng lớn lắm công ty họ họ tổ chức nói chung là công ty bầu xô để cho nó dễ thì cái công ty này đó là ông bảo cho em thấy nè. Ngày 4 tháng 12 là họ mời là cái tức là cái show cái lịch của họ có cái có danh ca Hưng Lan. Rồi là hồ rồi có Hồ Văn Cường. Đó đây nè, cứ, cứ cứ nhìn đi, cứ nhìn đây nè. Rồi cái lịch nè, đây là những cái lịch rồi ngày 10 tháng 12 rồi có có hai ca sĩ này, không lẽ mà ca sĩ này mời ca sĩ này không có. Rồi bắt đầu ngày 11 tháng 12 có cả ca sĩ này, ca sĩ này. rồi ngày 14 tháng 12 có ca sĩ này, ca sĩ này không lẽ mà ông mấy ông nội ca sĩ này mời nhau. Rồi ngày 16 tháng 12 có ông có ca sĩ này, ca sĩ kia. Rồi có à, có cái Ali Hoàng Dương nữa nè, Quỳnh Tú. Rồi bắt đầu là ngày ngày 21 tháng 10 để, để quan trung đọc sẵn đây quan trung quan trung quảng cáo luôn cho cái, cái 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 công ty Vừng ơi mở ra này. Ok, lịch diễn tháng 12. À xin trân trọng thay mặt cho ban tổ chức Vừng ơi mở ra quan trung đọc cái danh sách mà lịch diễn tháng 12 của công ty. À, thay mặt cho anh anh quản lý của công ty. À, lịch diễn của rừng Vừng Vừng ơi mở ra. Ngày 4 tháng 12 danh danh ca Hương Lan khách mời Hồ Văn Cường. À, hát bài con đường CMD. đi. Khách mời ở đây khách mời là như thế nào? Khách mời là cái công ty mời chứ không phải là là, là cô Hưng Lan mời, đừng có đừng có hiểu bậy, đừng đừng có hiểu hiểu lầm để lát nữa Quang Trung sẽ cho coi co cái cái tin nhắn, Quang Trung nói chuyện với cái mấy người đó. Ok, là công ty mời đó, tức là cái show đó đáng lý là tổ chức cái show 4 tháng 12 đó là tổ chức cho ai? Tổ chức cho à, tổ chức đặc biệt cho cô danh ca Hương Lan nhưng mà họ có cái họ gợi ý họ mời Hồ Văn Cường tức là họ nói mời nói mời vậy thôi nhưng mà đại khái là có sự diễn diện của Hồ Văn Cường chứ không có là mời gì cả cũng mướn nó trả tiền nó chứ mời cái gì <laughs> đúng không khách mời là từ khi mời mà không có tiền mới là mời mà dám tới hát mày hát không có lấy tiền không ok thì thì là thì là mời nhưng mà mời là công ty vừng ơi mở ra mời chứ không phải cô cô Hưng Lan mời cho nên đó là một ngày hôm qua em kia có có, có có chú thọ rồi chú mấy chú uh, mấy chú vô mấy chú nói trời ơi sao thất vọng quá không phải mấy chú đừng có lo đừng xin đừng run và đừng sợ để quan chúng phân tích không có cái chuyện đó cô Hưng Lan đừng có hiểu lầm cô Hương Lan cô Hương Lan không có mời gì hết Cô Hưng Lan cô chỉ về Việt Nam cô đi cái show bên Sihanouk ở Thái Lan xong cô về Việt Nam. Việt Nam xong bắt đầu là là những cái người bầu show họ uh, họ họ, họ đã là họ mướn cổ tới hát để 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 kiếm tiền chung, để kiếm lợi nhuận chung tức là kinh doanh chung đó mà cái kinh doanh là như vậy thì bây giờ tôi mở bầu xô ra tôi bỏ tiền ra tôi mở à, tôi tôi muốn dàn nhạc tôi mướn đèn tôi muốn kèn tôi muốn trống đồ này kia thì anh ca sĩ anh cứ tới anh hát thôi tiền thì mình chia đôi đó là cách làm ăn thôi đúng không chứ không phải là là cô hương lan mời cô chú đừng có hiểu lầm cô hương lan quang trung không có tin lúc đó quang trung có không tin nghe quang trung không tin quang trung chỉ cười thôi à nhưng mà đây quang trung phân tích cho ông bà chị em hiểu chung đó thì thì đây nè rồi tháng 10 à, ngày 10 tháng 12 người tháng 2 có chu lì thanh nguyên nguyễn đức rồi tuấn nghĩa rồi bắt đầu ngày 11 tháng 12 có thảo trang ái phương à, phạm hồng phước rồi ngày 14 tháng 12 có Tà tăng phúc vương anh tú trương thảo nhi đó, ca sĩ đẹp ca sĩ hot không à phải không đẹp trai đẹp gái đâu không à ngày 16 tháng 12 có quốc thiên à, âu hoàng dương đó, thấy hot hot boy hot girl không à quỳnh tú rồi ngày 21 tháng 12 tức là sắp tới ngày Noel đó có Lê, Lê, Hiếu rồi ngày 22 tháng 12 có Hồ Trung Dũng Hoàng Trang à, Đông Nguyên Phương Phương Thảo rồi ngày 23 tháng 12 à, có Kiều Anh đó. rồi bắt đầu là, 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 là mời thêm Vũ và Vũ Phương ngày 24 ngày 25 đêm nhạc ừ, yeah, Giáng sinh ok à, 24 năm Giáng sinh rồi đó với thêm một điều một điều một một điều ghi nhớ nữa là từ phi cô Hương Lan mình cứ nghĩ là cô Hương Lan của về Việt Nam của làm ra show của của mở ra một cái show rồi của mời Hồ Văn Cường không phải mình nhìn vào mình mới thấy cái này không phải là, là 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 cô Hương Lan mời cái này là những cái bầu show những cái bầu show họ gợi ý họ kêu Hồ Văn Cường tới Bởi vì ông bà em biết là Hồ Văn Cường à, Hồ Văn Cường có hát cái bài Con đường xuyên đi nhưng mà ông bà em nhớ nhớ là trước 75 à, sau giải phóng là cô Hưng Lan của hay hát cái bài con đường xem đi không nhớ là năm ngoái Quang Trung cũng có à, cũng có nói về cái vấn đề à, bài hát con đường xem đi nói là nếu mà bài hát đó à, nếu mà hát đó, thì không ai hát bằng cô Hưng cô Hưng Lan hoặc là một số một số các cô chú ca sĩ mà năm xưa trước 75 đó, thì kỳ này cô cô Hưng Lan cổ có hiện diện và cổ về Việt Nam đó trong cái dịp mà cổ về Việt Nam đó rồi cổ hát cái bài đó thì thì à, Vừng ơi mở ra công ty Vừng ơi mở ra họ sẵn đó họ mời Hồ Văn Cường luôn. Đại khái là họ muốn có trẻ có mới chỉ có như vậy, chứ không có đặc biệt gì cô Hương Lan cũng không có mời cái gì. Truyền thông và quản lý Hồ Văn Cường đó PR lấy tên danh nghĩa của cô Hương Lan để PR. PR cho Hồ Văn Cường thôi. Và cái đặc biệt ở đây là ông bà em cũng đừng có hiểu lầm là công ty Vừng ơi mở ra họ 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 À, họ mời hoặc là họ đưa cái tin đó không có họ cũng không có đưa tin đây nè bạn <laughs> em thấy rằng là đây là cái tin đây là cái tin nhắn cái tin nhắn này quang trung vào quang quang trung hỏi đầu tiên là cái à, đây là cái nhắn tin à, à, tin tự động, <laughs> đây là cái tin tự động tin tự động xong đó sau đó quang trung nói tôi, tôi tôi thì ở bên nước ngoài canada đó rồi bắt đầu là thì quang trung cũng có hỏi thì ông bà các em thấy đó thì họ mới nói là dạ 4 ngày 4 tháng 12 đêm nhà của danh ca hương lan và khách mời là hồ văn cường đó. thì họ nói mép mép vậy thôi ai muốn hiểu sau đó hiểu thì thì quan trung quan trung mới, mới mới hỏi mới hỏi thẳng chứ không phải cô Hưng lan mời 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 hạ cưng thì cái người này mới trả lời lại là dạ thông tin này bên ban tổ chức à, bên ác không nắm rõ tức là tức là như thế nào dạ bên thông tin này bên ban tổ chức bên ác không nắm rõ tức là họ họ không đại khái là là không có không có cái chuyện đó vì tại sao quang trung nói ông bà của anh chị em vừng ơi mở ra cái người đại diện vừng ơi mở ra họ nói là bên bên ban tổ chức tờ thấy là bên đó nó nắm rõ bên ác không rõ không lẽ bây giờ là, là những cái người ở đây quang trung nói nè những cái người mà À, đại diện và những cái người mà trả lời đó không lẽ nó không nắm rõ thông tin vậy nếu mà không nắm rõ thông tin thì làm sao mà khách hàng vô họ hỏi họ hỏi nhưng bây giờ tôi khách hàng ở ở nước ngoài ở Mỹ tôi về mà mà tôi vô cái Facebook mà tôi hỏi mà khách hàng không nắm rõ thì, thì thì làm sao mà gọi là buôn bán đúng không? Chẳng qua không phải không phải là họ không biết tại vì khi mà cái, những cái tin này hoặc là gì đó mà không lẽ bây giờ đó là cái à cái người đại diện cho công ty vừng ơi mở ra không biết truyền thông Hồ Văn Cường mà nó nó biết ầm ầm nó biết hết luôn chưa gì hết là nó đã biết rồi không lẽ mà công ty vừng ơi mở ra đại diện cho công ty vừng ơi mở ra không biết chỉ có ban quản lý biết đó thì vô lý đúng không tại vì là nó không có cái chuyện đó cho nên họ mới trả lời như vậy và họ qua những cái qua những cái gì Quang trung tròn bài bác bà xem qua những cái cái qua những cái vấn à, cái cái bài viết mà họ đăng lên đó, ok bây giờ quang chung cho ông bà các em xem cái này trước. ok đây đây là cái người này là chỉ vô hỏi mua vé thôi đúng không? thì vừng ơi mở ra họ vào Vừng ơi mở ra họ vào họ đó. ơi mở ra họ vào họ đâu có nói gì ồ, mời mời Phương Lan mời Hồ Văn Cường họ chỉ họ chỉ giới thiệu bán vé, Quang Trung đọc nhiều bài của Vừng ơi mở ra trả lời với khách với, với, khách hàng lắm. Họ không có nói gì mà 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 Hồ Văn Cường à, Hồ Văn Cường à, Hồ Văn Cường được danh ca Hưng Lan mời không họ không có nói. Đọc kỹ đi. Dạ Giang Facebook thêm một đêm à, 8 tháng 12 phòng trà đại khái là là book bút cái cái, chỗ bút cái ghế ngồi hoặc là mua vé họ chỉ có vậy thôi họ không có nói gì họ, ờ, họ họ cũng không có tin đưa cái tung uh, tung tin ra ông bà các em cứ cứ vào vừng ơi cái trang cái trang business page đó gọi là, là business page cái trang mà kinh doanh của vừng ơi mở ra vào đây họ không bao giờ họ nói gì trong đó hết. không có đăng bên hai cái trang cá nhân của cô Hương Lan không có luôn quan trung tìm hiểu rất là kỹ bởi vì hôm nay uh, uh, cô cô Hương tại vì mấy ngày hôm nay là cô Hương Lan ở Việt Nam cho nên quan trung không có nói chuyện thẳng trực tiếp được Ok Chẳng qua họ xạo thôi VR thôi Không có cái chuyện đó Vừng ơi mở ra họ đâu có nói cái gì đâu Đây là cho cho coi thêm cái này nữa nè cái này cái này như không không rõ để quan trung cho xem cái khác nó che đi cái chữ cờ cờ m rồi đâu rồi cái 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 mà nó không có cái chữ cờ m quan trung tìm cái chữ cờ m rồi này kia đó À không biết cái bài nãy có không ta để quan trung xem lại cái bài cũ coi có có chữ cờ m không cơ mơ cơ mơ không có nó có cái tấm hình kia có cái chữ cơ mơ sau này k k m chứ k m Ủa, cái, 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 tấm nó đâu mất tiêu rồi tức là quang trung muốn nói cái gì thì nó có nhiều cái mà ông bà các biết rằng là kinh doanh mà đương nhiên họ phải làm như vậy họ kinh doanh mình mình không mình mình không có trách thì cái kinh doanh của họ giống như là cái cái này nè <laughs> cái khung màu xanh này họ che rồi nhưng mà cái cái ở dưới đây là, là là chữ K với chữ M chữ K với chữ M là viết tắt là khách mời tức là khi mà bên bên gần uh, vườn ơi mở uh, vườn ơi họ họ lên lên những cái bài đó thì họ làm cho người ta hiểu lầm hoặc là hoặc là họ họ cố tình bên uh, truyền thông hồ văn cường cố tình uh, PR cho hồ văn cường mình mình không biết nhưng mà khi mà bên uh, vườn ơi mở ra đứa này lên đó có cái chữ KM, khách mời cũng giống như hồi nãy trong cái bài của, của ấy vậy đó thì nó thì cái đó nó làm cho người ta hiểu lầm chứ không phải là 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 là, là cô hương lan mời đó. khách mời khách mời thì ai mời ai mời thì mình không biết nhưng mà chắc chắn là cô hương lan không có mời đúng không có thể là ban tổ chức mời, có thể là ai gợi ý đó mời để hát chung hoặc là Ngọc Sơn gợi ý mời hát chung không mình không biết được. Nhưng mà riêng cô Hưng Lan thì cô Hưng Lan không có mời, tức là mấy 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 cái người quản lý, mấy người tổ chức đồ này thì họ tự họ, họ tự đại khái là làm show họ lên lên lịch trình thôi. Chứ nói chung đó là thường đó là ca sĩ ca sĩ cũng không có họ cũng không có hầu như là họ cũng không có biết gì về tới cái vấn đề mà mà xô họ chỉ biết là có quản lý quản lý lo hết những cái xô rồi quản lý ok ngày đó ngày đó chị chị Nhung đi hát cho cho, cho chùa nó ha chị, ngày ngày mai chị hát cho chùa này ha ngày đó. là người ca sĩ thường là người ca sĩ họ chỉ biết như vậy thôi, còn bao nhiêu là quản lý họ lo những cái xô đó hết. Đó. Và bầu show bầu xô thì lựa chọn hay là mời ca sĩ thì cái đó. Nói chung thì ai cũng là khách mời cả ca sĩ ai họ mời tức là ca sĩ là đều là mời cả họ mời ca sĩ đó đến bắt đầu cái lương giá cả rồi kia bao nhiêu bao nhiêu đó thì ok cứ cho là mời đi nhưng mà không phải cô okay, cái danh ca Hương Lan mời, ok rồi đó đó là để cho ông bạn các em hiểu thêm không không phải là mình nói cái gì ở đây là mình 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 phân tích ra để cho mọi người hiểu thì nó có một số vì có một, một một số bình luận nó à, trách cô Hương Lan mình thấy trách vậy không không, không đúng nó tội Tại vì mình nói nên mình thấy okay, để để mình phân tích để mình tìm tìm hiểu mình phân tích đó rồi <laughs> tiếp theo là tiếp theo là đó thì để quan trung để quan trung bổ sung thêm tức là để, để quan trung lập lại một lần nữa để cho ông bà có anh em dễ hiểu nè cái dịp mà đi show ở Face by Night, uh, by Night, 134 tại Thái Lan, cô chú Hương Lan mới về Việt Nam. Về Việt Nam thì được uh, được những cái bầu show đó uh, mời, khá là vô mướn hoặc là mời ca hát đồ này kia đó. Thì nhân cái dịp mà cô Hương Lan bao nhiêu năm Covid không về Việt Nam được và không có ca hát được bây giờ cổ trở lại cổ muốn cổ muốn hát cổ muốn à, chỗ tài cổ muốn đại khái là tái tái xuất cái nghề 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 ca hát Bởi vì à, nói chung thì tuổi cũng đã lớn rồi à, bên đây thì quá buồn đi đúng không Sức mỹ này thì tuổi lớn lớn tuổi buồn lắm mùa đông vô nữa là ngồi cô chú ngồi giống như là <laughs> giống cái gì luôn đó, đúng không ở bên đây ông bà em biết không là người lớn tuổi họ tội lắm người già họ tội lắm trời lạnh đó, hai 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 ông bà già Trời lạnh ngồi nhìn ra tiếc nó rơi, nó nhìn những hang khỉ gì đó, <laughs> những hang khỉ dài đó tội lắm, cho nên là thường là người lớn ở bên đây họ chán họ về Việt Nam không à? à không hồ chi là cô Hưng Lan là một một danh ca nổi tiếng hồi nào bây giờ thì đương nhiên là về bệnh ai mời thì cứ hát thôi, đó. hát mà bây giờ tiền bạc không cần, Bị cô Hưng Lan với là cô chú Hương Lan thiếu gì tiền, à, bây giờ không cần tiền bây giờ là hát cho vui, à, lớn tuổi rồi bây giờ gần đất xa trời giờ, giờ giờ ai mời là cứ hát hát đi. Để giúp vui nói chung là như vậy chứ cho những cái người mà mà ca sĩ nghệ sĩ những người lớn tuổi đây nói chung họ dư tiền <laughs> họ hát họ hát bốn năm họ dư tiền rồi giống ông nội mạnh Quỳnh ông nội Quỳnh cũng giàu lắm á ông hát ba năm mà nó giàu lắm á bởi vậy dương huệ khoái với ông huệ nói ông này có tài sản bên việt à, bên mỹ bên à, ông Quỳnh ông ở ông, ông Quỳnh ông ở ông ở ông để là ở ở Washington Seattle nhưng mà nhưng mà bạn ông nói là không ông, ông qua bên uh, Portland Oregon ông ở rồi bên 503 đó <laughs> mình 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 cái đó thì mình không không ấy mình không không biết nhưng mà nói chung thì ông ở Mỹ ông cũng có nhà cửa rồi này kia để khái là có tài sản à, cũng lớn à, cho nên Dương Huệ Dương Huệ phải à, phải vô phải không phải nằm ngửa phải không còn không là con khác nó nằm ngửa cái à, tiết rồi thì đó đó là bụi nó vô mắt đó là cái mà Quang Trung phân tích về cô cô Hương Lan à, rồi bây giờ mình đi tí xíu về 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 chú Thương Tín đi mình đi nhanh về chú Thương Tín xong rồi mình đọc những cái bình luận luôn ha à, vừa qua thì cái tại vì cái vấn đề là họ, họ họ trách móc uh, fan của Phi Nhung rồi này kia này kia thì mình mới mới lên thôi cái truyền thông bên truyền thông Hồ Văn Cường à, thích móc cái vấn đề mà chú chú thương tính thì um... ok để để quan trung lên cái facebook đi cho nó cho, cho, cho dễ hiểu à, đâu rồi lên facebook cho nó dễ hiểu dễ hiểu à đây um... facebook Quang, uh, facebook của của randy của Quang trung là hot girl không nha vô đừng có hú hấp hồn nha mấy ba vô đừng có hấp hồn nha anh mạnh quỳnh hấp hồn rồi thì thì bữa trước hai ngày trước ở đây nó để một ngày nó để qua đây nhưng mà hai ngày trước hai ngày trước ở bên NHTV news có cái hình có cái hình này là cái hình của cái hình này là cái hình của của, của chú, à, chú chú thương Tính thì ở bên cái uh, cái fanpage này họ, cái tin tức uh, NHTV News này thì họ nói rằng là ánh sáng, ánh ảnh sáng nay, ánh sáng nay, uh, World Cup với trả khắp, ai còn thương chú ra giúp chú nhé, Hồ Văn Phản nên ra giúp đồng môn, bộ môn ăn cháo đá bát, đó thì cái tấm hình này là cái tấm hình mà người dân đi đường họ bắt họ, họ họ bắt gặp được họ chụp hình chú thương tín ngồi ở đây họ nói là chú thương tín ngồi thất thần tại cầu vượt hoàng hoa thám uh, ở tân bình ok thì ở trong cái bình luận đó đâu rồi đây ở trong cái bình luận này là ở trên báo chính thống họ nói rằng là như thế nào trước đó mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh nghệ nghệ sĩ thương tín ngồi thất thần và uh, lộ vẻ mệt mỏi ở chân cầu vượt ở uh, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đó thì uh, tô hiếu là lên tiếng, tức là bạn của uh, bạn của chú thương tín lên tiếng, lên tiếng uh, chú mới nói là nam nghệ sĩ gạo cội dùng chất kích thích hay đi uh, lang thang như lời đồn. Chú chú nói là không có cái chuyện đó tức là họ lên họ nói có nhiều cái bình luận họ lên họ nói là bị bị ngáo đá rồi bị uh, bị uh, chơi chơi thuốc đồ này kia đó thì chú cái cái chú này bạn của chú thương tính chú lên chú mới đính chính là nói là không có thời điểm trong uh, trong trong ảnh là hơn nửa tháng trước khi đó diễn viên thương tính bị ngã xe khi đang lưu thông trên đường ok thì đây là báo chính thống họ lên họ họ, họ lên họ nói um, thì bên truyền thông hồ văn cường nói là bên à, bên à, bên phía nhung tức là khi mà hnhtv này lên à, đề cập tới cái vấn đề hồ văn cường thì họ lên họ bên truyền thông hồ văn cường nói rằng là là, là 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 ác khẩu ok thứ nhất là như thế nào họ nói đúng H, HNTV tức là sn à, Quang trung nghĩ rằng chắc cái này là hà nội tv hay gì đó hn chắc hà nội hà nội tv thì ở bên HNTV HNTV này họ nói là họ nói đúng ok tại sao tại sao họ nói như vậy Quang Trung nói cho ông bà các anh cho em biết những cái người mà ở trong cái uh, những cái người mà ở trong cái trang đó toàn là ca nghệ sĩ không đó còn nhớ Trình Kim Chi không đừng có giỡn đừng đừng có giỡn với cái trang mà mà HNTV News trong đó toàn là là gào cội đó dùng cái từ gào trong đó toàn là gào cội đừng có giỡn bởi vì là giới nghệ sĩ điện ảnh diễn viên cũng giống như là 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 à, bà chị Trịnh Kim Chi không lẽ không biết chú Dương Tính là ai thì bây giờ họ nói cái vấn đề mà ăn cháo đá bát thằng Hồ Văn Cường đã ăn cháo đá bát thật ông Dương Tính hồi đó là, là ông bà cái bạn biết đó, là chị Trịnh Kim Chi giúp đỡ và có rất nhiều người giúp đỡ nhưng sau đó cái vấn đề lùm xùm còn nhớ năm ngoái cái vấn đề lùm xùm là giúp đỡ xong ông ông lên ông chửi chị Trịnh Kim Chi chị Trịnh Kim Chi. Rồi sau đó đó, ông còn móc nối với bà Nguyễn Phương Hằng, rồi bà Nguyễn Phương Hằng mới tấn công Trịnh Kim Chi. Còn nhớ không? Rồi sau đó, sau đó đó là hội à, hội đồng thành phố Hồ Chí Minh, hội đồng về à, về thể thao và thể thao âm nhạc đó mới lên tiếng nói là, tại vì Trịnh Kim Chi là thành viên quốc hội thể thao âm nhạc rồi này kia đó, thì thì cái người chủ tịch đó mới lên kêu bà hằng là không có nên chửi thành viên quốc hội không có nên chửi nhân viên chính phủ nhớ không đó là cái lý do tại sao đó là họ họ cho rằng là à, chú chú thương tính là à, à, ăn cháo đá bát giống hồ văn cường thì quang trung nói là hồ văn cường ăn cháo đá bát là đúng thì quang trung nói lúc đầu sao thì quang trung nói y như vậy lập trường của mình mình nói sao mình giữ lời đúng là hồ văn cường ăn cháo đá bát còn ở bên ở bên HNTV bên bên cái nhóm bên cái nhóm mà 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 nói chú thương tính đó, thì họ biết câu chuyện cái vấn đề của chị của chị chị Kim Chi rồi vấn đề ở trong nghệ thuật của họ tại vì họ là những cái người mà nghệ thuật người ca nghệ sĩ ở trong đó hoặc là diễn viên ở trong đó trong cái nhóm nó cái nhóm nó mấy ngàn người thì họ biết rõ truyền thông hồ Văn Cường biết cái gì nó thật luôn mà không, mình thì mình không muốn chà đạp hay mình không muốn hạ bệ ai cả nhưng mà họ đôi khi truyền thông họ gần không có biết họ lên họ chỉ, chỉ biết ghép rồi biết chửi rồi biết chắc thôi à? họ không biết phân tích lên đọc tin tức rồi ngồi ngồi nó 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 không biết phân tích không có phân tích rồi không có kiến thức gì hết không hiểu biết gì hết thì mình phải hiểu được rằng là lý do tại sao người ta nói chú thương tính là ăn cháo đá bát giống hồ văn cường vừa nói cái đó xong là quan quan trung bật mí bật cái, cái đèn bật lên cái cạch À thì ra là cái vấn đề của chị Trịnh Kim Chi cái Vấn đề có liên quan tới bà Hằng Bà Hằng chửi chị Kim Chi đó, Bắt đầu là cái liên quan tới chú Thương Tính Bao nhiêu năm Bao nhiêu bao, bao nhiêu tháng Cái kiến thức là nó nằm ở đó Chứ không phải là mình thấy ồ, Mình không biết gì hết Mình lên thấy người ta chửi chửi người đó đầu Mình nói ôi, mày, Thằng mày ác khẩu Mày ác khẩu quá rồi Ôi, dồi, ôi mày, chúng mày chúng mày Chúng mày mua sách phi nhân làm cái gì mày, mày chúng mày không biết cái gì cả chúng ta chúng ta thấy thấy chúng ta phân tích không đâu ra đó đàng hoàng nhớ cái vụ của chị Trịnh Kim Chi không Trịnh Kim Chi là thành viên quốc hội nha chứ không phải là là đơn giản nha bà Hằng quên bà chửi xối xả vì cái gì vì ai vì ông thân tính này chứ vì ai vì nhung bị bà Hằng chửi xối xả vì ai vì thằng hồ văn cường chứ vì ai vậy vậy, vậy cái đôi mà nó ăn cháo đá bát nó đúng hay không cái cặp bày trùng cái cặp mà chi kỷ ăn cháo đá bát vong ơn bội nghĩa đúng hay không đúng chính xác nữa còn cái gì đúng không thì đó là cái lý do tại sao họ mình với chú thương Tính thì mình mình làm một hai cái video mình chỉ nói nhẹ mình tánh mình thì mình chỉ nói nhẹ thôi vì tại sao ví dụ sao chú cũng lớn tuổi rồi Thế, chú mà 19-20 tuổi giống hồ văn cường là con đem ra con, con đem ra con chửi liền á à, con phân tích liền nhưng mà mình thấy chú cũng lớn tuổi rồi mình nói một hai cái video rồi xong nói rồi xong cũng gì đó, bắt đầu là à, chị à, bên Trịnh Kim Chi rồi này kia, ok im hết, mọi người im hết rồi xong mình không nói nữa, rồi bắt đầu một thời gian sau mình cũng xóa cái video, Tại vì nó không còn cái chuyện gì để nói nữa, đúng không? riêng giống như là ở trong nè, Quang Trung, ở đây nè cái bài viết của Quang Trung luôn, Quang Trung chưa từng mà có những cái lời gì đúng không? Thì ở bên HV, HNTV họ cái đó là cái quan điểm của họ, họ muốn nghĩ sao đó họ. Nhưng mà theo quan trung phân tích thì họ nói vậy là không có sai. Nhưng mà riêng riêng cái quan điểm của mình và cái 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 cá nhân của mình thì ông bà các em thấy đó, Quang Trung đăng nè, đâu có đâu có gì mà lời nào mà nặng đó. Đây nè, Quang Trung đây nè, đây là chú thương tính thời 80 90 không ai không biết diễn viên nổi tiếng thương tính Nhưng hiện tại bây giờ, nhưng trong tấm hình rồi Quang Trung hát cái bài hát đúng không? Ô, cuộc đời đầy phong ba giữa lòng người lệ sầu chia ly buồn tê tái ly rượu này đầy thương đau tấm hình thái. Cái bài hát này chắc ai cũng biết. À, cô chú lớn tuổi ai cũng biết. À, đó thì quan điểm của, của à, HNTV New. Nhưng mà rằng riêng này Quang Trung có đăng là riêng quan điểm của Quang Trung thì Quang Trung thấy tội tội. Thì mình thấy sao mình vậy thôi. Đó là cái cái, cái tâm của mình, cái tâm mình 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 mình, mình xuất phát ra xuất phát ra từ tâm mình thấy ok cho dù chú như thế nào chẳng đó nhưng mà mình mình cảm thấy nó chú tội thì đây nè đây nè ngày nào quang trung đăng nè Randy điền nguyện là cái, cái facebook của quang trung đăng nè thì mình thấy tội mình thấy sao thì mình mình nói vậy thôi mình thấy tội mình nói tội đó mình đó tấn tấn của fan gốc fan chính của phi nhung là như vậy đây có lưu lại hết nè nhưng mà bên truyền thông hồ văn cường không dám lấy bài của của của, của quang trung lấy bài của ai á bỏ lên không biết không biết người nào đó đã, đã, đã viết cái gì đó nhưng mà nhưng mà bên 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 fan hồ văn cường đã, chửi chửi phi nhung còn dữ nữa còn nói dữ nữa còn nói còn hơn là fan của của phi nhung nữa hoặc là là những người khán giả nữa. khi nó đưa cái bài này lên nó nói là fan phi nhung cái ôi trời cha con súng vô nó chửi nó chửi mà nó chửi phi nhung ô mình thấy lạ ok rồi đó đó là mình 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 nói cái cái phải trái ok bây giờ mình 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 cái tấm hình này mình phân tích cái tấm hình bạn của chú thương tính ok ông bà các em xem cái tấm hình nha bạn bạn của chú thương tính để con chung bỏ cái này đi bạn của chú thương tính nói như thế nào cái tấm hình đó là hơn nửa tháng rồi cái tấm hình đó là không có thật đúng không tấm hình hơn nửa tháng tấm hình không thật Bởi vì không có không có gì vì chú nói là không có cái chuyện mà à, mà chú thương tính bị à, là bị ngáo đá nói chung là bị ngáo đá như vậy ông bà cái cứ cứ xem này, cái tấm hình này mình mình xem mình mình soi cho nó kỹ phải không ông bà cái ông bà các anh chị em nhìn xem coi có phải cái này té không ok để muốn soi nè đây nè muốn soi này quang trung soi cho coi nè Quang Trung không bao giờ soi ai cả ok Bởi vì thì mấy người chửi Phi Nhung quá trong cái bình luận của truyền thông Hồ Văn Cường chửi Phi Nhung quá la quá biết không Phi Nhung không có tội tình gì hết cái chuyện chú thương tính mình thấy tội thì mình nói tội thôi còn cái chuyện mà bà Trịnh Kim Chi chú thương tính vong ơn Bờ nghệ thì nó đúng Hồ Văn Cường vong ơn nghệ thì cái chuyện đúng họ nói đó là bình thường ok còn muốn chửi thì chửi NHTV hoặc là chửi Quang Trung chứ đừng có chửi Phi Nhung còn muốn 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 soi nè đây nè tao soi cho coi nè ok trước trước tiên quang trung hỏi trung quang trung hỏi mấy người đó và đây ông bà các em nhìn coi cái này có phải bị té không cái này có phải bị té không không tại sao té sao chiếc xe dựng vậy nếu mà té xe là cái xe phải ngã chứ người ta phải nếu mà chú thương tính té xe đây nè học cách quan trung uh, soi nè nếu mà chú thương tính này là soi soi kiểu này là soi có học thức nha soi mà trong trong điều tra ha trong viện kiểm sát điều tra họ soi nè nè nếu mà té xe đó ok mình thì mình không có muốn, mình không có muốn tự cao hoặc là xô hoặc là là là, là, là khoác lác đâu nhưng mà bị họ chửi phi nhung quan trung bực quan trung quan trung soi cho nè nếu mà té xe thì chiếc xe phải ngã một nếu mà té xe Thì tay chân phải chạy chùa Hai Nếu mà té xe thì Bảo đảm người dân sẽ đỡ chú lên Ba Nếu mà té xe thì bảo đảm báo sẽ lên Hoặc là té xe nếu mà bị cái gì đó Báo sẽ lên Hoặc là sẽ có người nói lại Hoặc là sẽ có người đính chính Đó là năm điều okay. Nhìn mặt chú thương tính trong cái tấm hình này Có giống té xe hay là giống áo đá đây là quan trung hỏi nha ok vô điều tra ha vô điều tra bà hằng cũng người ta cũng hỏi vậy đó bây giờ tôi hỏi lại đó cái mặt này giống ngáo đá hay là giống té xe cái mặt giống té xe muốn tại vì mình không có thời gian biết không nếu mà mình đưa những cái hình mà bị té xe những người bị té xe cái mặt người ta họ hoảng hồn cái mặt người ta lo sợ cái mặt người ta sẽ hốt hoảng cái mặt này có giống hốt hoảng hay là giống ngáo đá truyền thông hồ văn cường không hiểu biết gì hết không, không nói chung là không có biết gì hết á mà cứ lên cứ lên cứ cứ đăng những cái bài để khiêu khích người ta chửi phi nhung và những cái người mà chửi phi nhung ở trong đó cũng vậy nữa chúng mày chúng ta chúng mày chúng mày chúng ta chúng mày biết cái gì mà chúng mày chúng ta đúng rồi chưa nhưng cái điều quan trọng ở đây á, là hntv hntv news nói chính xác hai hồ văn cường và và chú thân tín là vong ơn bội nghiệp cái đó là đúng còn bạn của chú thương tín lên lên phân tích về sai Người ta nhìn vô người ta biết thật hay giả rồi khỏi lên phân tích đi Không lẽ cái người chụp hình đó người ta người, người ta ghép mà đâu người ta đâu có rảnh đâu người ta ghép Cái người chụp hình này là tình cờ họ đi ngoan qua thôi Nhưng mà chụp mà để hai cái tấm hình này á ok người ta Thí dụ như là viện kiểm soát, ban điều tra hay là những người mà mà tình báo họ nhìn vào họ thấy liền Tình báo CIA, tình báo này kia họ nhìn vào họ biết liền Người ta học ra người ta nhìn người ta biết liền người ta đâu có ngu Cái này là nè, đây nè, kết luận. Ok, xin phép cho kết luận. Cái này là một là ngáo đá, hai là bị say xỉn, say xưa. Cái mặt này là cái mặt say xỉn, cái mặt cái mặt bị khờ chứ đâu phải cái mặt bị hết hốt hoảng. Té phải hốt hoảng chứ. Người té, ok. Bởi vì ông bà cho em cái tâm lý khi mà điều tra vụ án bất cứ cái gì, ok. Tội phạm khi mà nó nói xạo, nhìn vô, nhìn cặp mắt hay là nhìn gì đó, nhìn vô nó 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 sẽ như thế nào đó là biết liền à. Còn còn cái người mà nó không phạm tội nhìn vô là biết liền à cái người nó bị té nhìn vô biết liền cái người nó bị ngáo đá nhìn vô biết liền à đúng không tôi nói vậy đúng không mấy anh mấy anh bên ban điều tra giờ tôi hỏi mấy anh là cái hình này á cái hình này bị té hay là hay là bị say xỉn hay là hay là bị ngáo đá có lẽ là bị say xỉn xong ngủ đầu ngồi 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 bẹp xuống luôn bởi vì nếu mà bị té xe đó té phải nói cho đúng té cái gì té xe hay là té như thế nào thì nếu mà bị té xe đó thì chiếc xe của chú thương tính để ở đây đâu có ngã gì đâu đâu có bị gì đâu con chung coi những cái tấm hình kia rồi chiếc xe bình thường dựng dựng bình thường à thì người dân họ đi ngang qua họ thấy họ chụp hình thôi đó thì đó đó là quan trung phân tích quan trung phân tích bên bên truyền thông hồ văn cường rồi quang trung phân tích bên bạn của chú thương tính cái này là là nó con nó thật con chỉ phân tích thôi ok con chỉ phân tích con không có hay là xúc phạm hay đụng chạm gì cả ông bà cái anh cũng thấy đó quang trung trên facebook quang trung cũng nói rồi rất là sự quang trung ok quan điểm của mọi người nhưng mà riêng quang trung quang trung thấy dù gì đi chăng nữa thấy chú cũng tội thôi nhưng mà cái vấn đề là, là đúng là như vậy thời 80 90 là một thời cởi ngựa bắn cung hết thời xuống ngựa lấy thun bắn rồi đúng không thì đúng á rồi bên hết HVHNTV nói là mà hai ông này là là đại khái là 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 cùng một đôi ăn cháo đá bát cũng nói thì đúng. Thì tại sao họ nói như vậy? Cái vấn đề trình kim chi, cái vấn đề của Phi Nhung. Ồ. Đúng không? Không cả gì nữa, nói về công cả gì nữa. Rồi đó đó là là cái vấn đề quan trung muốn nói về chú thương tích bởi vì không phải cái này nó ngoài lề nó ngoài lề nó không có là là quan trọng nhưng mà tự nhiên cái đem cha con nó coi cha con nó đăng cái không mà nó vô nó chửi phía nhung ầm ầm mình thấy nó nó không có nó làm sao á đâu rồi để để, để quan trung xem cái những cái bình bình luận nó nãy vô facebook của quan trung hot girl không không đẹp hơn như nhiều nhiều vậy mình quỳnh nên vô đây <cười> <cười> <laughs> facebook gì mà không biết <laughs> mình không có mình không có kết bạn ai hết đó tự nhiên mấy em vào mấy em kết bạn đó <laughs> um, để để quang trung tìm là cái bài à đây 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 trong đây nó bình luận ghê lắm cho nên quan trung cũng không muốn đưa lên nữa truyền truyền thông gì mà chửi không à gì nó chửi phi nhung cái gì à nó gọi là fan phi nhung phi lý ác rồi fan Phi Nhung khốn nạn Fan Phi Nhung khốn nạn Rồi nó hỏi nó chửi là một lũ khốn nạn Rồi nó chửi Nếu mà cái này là bên truyền thông Hồ Văn Cường nha Quang Trung không có ấy Nhưng mà Quang Trung không có đưa lên trên đây Truyền thông bên Hồ Văn Cường Ai mà biết truyền thông bên Hồ Văn Cường có cái bài này Thì cứ cứ vào là, là sẽ thấy thôi nó chửi khốn nạn nó chửi phi phi lý phi gì phi phi gì lung tung trong <cười> <cười> bữa nào con Trung vô con lệ con nguyễn ngọc lệ vô con nhỏ đó nhỏ đó cũng trẻ tuổi thôi mà ác con nó ác thiệt á ghê thiệt tức là mới trẻ tuổi như hồ văn cường mà nham hiểm nó có cái đầu của hồ văn cường đó. Chỉ mới, mới nhỏ tuổi mà nham hiểm nó chửi không à ở trong đây thì ông bà cho em thấy đó con Trung nói nó chửi phi lý fan phi lý fan phi phi fan khốn nạn lũ khốn nạn <laughs> nó chửi người ta nói cái một một câu nó chửi quá trời cha con nó chửi chửi um sùm trong đây luôn rồi ông bà các bạn biết là bên sao store bên bên cái báo sao store cũng đăng nói là bên sao store nói là, là 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 chú thương tính bị đột quỵ một người bạn tiết lộ nghệ sĩ thương tính bị đột quỵ giữa đường đó. À. Thì, thì, bây giờ quan trung có không biết bên dân trí họ đăng như vậy bên pháp luật họ đăng như vậy về bây giờ bên sao báo sao to họ đăng như vậy rồi mạng xã hội thì cái người chụp hình họ nói như vậy cho nên là, là mình phải có phân tích Chứ bây giờ mọi người nói mọi kiểu ai ai tin ai sao to nói là trời ơi này bạn của chú thương tính nói là này không có này uh, Ủa gì kỳ hồi nãy hồi nãy báo của, của tờ báo dân trí báo gì đó lên nói là bạn dân trí hả như báo dân trí hồi nãy báo dân trí hay báo gì hồi như báo dân chí lên nói là ồ, bà, bạn của chú thương tín tiết lộ <laughs> bực cái mình <laughs> đây nè cho ông bà của bác em xem nữa nè mình thấy mấy cái tờ báo họ mỗi mỗi báo nói mỗi kiểu mình không biết được mà bác nói thật báo nói giả đâu rồi la 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 ok cái tờ báo hồi nãy là cái báo báo mới đúng không này là báo mới rồi báo mới nói là gì báo mới nói là lên tiếng khẳng định là ok ok thời điểm thời điểm cái hình ảnh trong đây là nửa tháng trước là 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 là, là chú thương tín bị ngã xe đúng không à, để quan trung nói trong bài cho em biết nè thời điểm đọc kỹ nhà thời điểm trong ảnh chú chú bạn chú thương tín chú tô hiếu chú nói là chú, chú thương tín không có bị ngáo đá cái này là là bị tái xe cái hình này là nửa tháng trước. Nhớ không? Đúng không? Khi đang lưu thông trên đường. Rồi. Rồi. Đó là một cái tờ báo, còn cái tờ báo này đó Ủa gì kỳ vậy? Đây là báo Sao Star, báo Sao Star thì nói là một người bạn tiết lộ nghệ sĩ thương tính bị đột quỵ giữa đường. Ủa gì kỳ vậy mấy ba? Nó ông bà các em, em cứ đọc đi. Ủa gì kỳ vậy? bây giờ bị đột quỵ hay là bị té xe thì đó là cái lý do tại sao quang trung có cái bài phân tích là hồi nãy đó thì cái chuyện bây giờ quang trung phân tích đúng sai phải trái đúng nghĩa đúng luôn ngồi kiểu nào bị té bị bị té bị kiểu nào năm cái năm cái vụ việc mà khi mà bị té xe nó như thế nào như thế nào thì quang trung cũng đã nói rồi chạy chùa hoảng hốt phải không xe ngã hư xe hoặc là bà con đỡ đỡ chú lên hay gì đó đúng không rồi đó đó là cái mà muốn chung thấy nó, nó khác khác lạ cho nên mình có cái bài phân tích bị báo này thì nói khác báo kia nó khác mình không biết nào đúng nào sai mình không biết đúng không bởi vậy quang trung mới nói là cái chú bạn của chú 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 thương tín hoặc là những người đó đó không có đúng xạo, xạo thôi à, rồi Rồi bây giờ mình vô mình bình luận trước khi kết thúc video. Quan trung sẽ bình luận à, à đó thì à, cái vấn đề mà à, liên quan tới Tuyết, à, Tuyết Nhung, Trường Sang, Mạnh Huỳnh, à, Dương Huệ rồi này kia thì à, chắc ở trong đây à, với lại liên quan hôm nay cũng có liên quan tới cái vấn đề à hư. Cô ca Danh ca Hưng Lan mời Hồ Văn Cường thì cái đó là không có. <laughs> rồi à, rồi để quan trung đọc cái à, cái bình luận ngày hôm qua, cái video ngày hôm qua, cái video ngày hôm qua thì có khoảng 100 cái bình luận. À quan trung cố gắng nếu mà có thể đọc hết cũng chung sẽ đọc hết. Rồi, thứ nhất là Rồi cảm ơn tiếng Anh Thanh Lịch, Thanh Lịch. À, rồi cảm ơn uh, ok, trước tiên Quang Trung cũng cảm ơn cô chú bác anh chị em và các các bạn trẻ à, vô có những cái lời mặt khen và à, góp ý đồ này kia. Đó. À, rồi cảm ơn Chis uh, Chis IO. À để quan trung tìm những cái bài mà những cái bài lý luận. La 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 la. Rồi, trở lại cái bình luận của cô chú Hoài Việt Phan. À cô chú Hoài Việt Phan thì cổ hôm qua cô, cô chú vô cũng có bình luận nữa. À cho giống y hệt thầy trò này chuyên đáp trả ý kiến của khán giả cũng y như thầy đúng đúng, đúng là như vậy thì oh, ông bà các em cũng thấy rằng là trong hai cái video ngày hôm qua quang trung uh, cho ông bà các xem nó trường, trường sang hay hay là y trang y học cứ là thầy nào trò đó y chang như vậy cứ đáp trả lại và cứ uh, dùng những cái từ mà uh, làm cho khán giả không được vui mất lòng đó Nói từ mất lòng khán giả đó họ là cái người uh, diễn viên nghệ sĩ ca sĩ họ dùng những cái từ đó thì um, quan trung thấy nó không có uh, minh mẫn cho lắm bởi vì khán giả dù gì đi chăng nữa đâu phải kênh YouTube hay là nhà, nhà báo đâu, báo hay YouTube cái chuyện nó khác. Còn mình mình ra nghệ sĩ mình là người công chúng thì nó khác, đúng không? Um, thì chú uh, cô chú Hoài Việt Phan cũng nói đúng. Uh, trường Sang giống như là Mạnh Quỳnh dùng những uh, cái ngôn từ và cái phản ứng với khán giả y nhau và theo và theo nịnh thầy tạo điều kiện làm theo ý muốn của thầy mỗi khi thầy về Việt Nam con Dương Huệ bám sát bên Mạnh Quỳnh nhìn ảnh Trường Sang với á, á, ánh bùi trong 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 gì đó dê dê trong dê dê đẻ trong dê dễ quá um, bị như thế nào ở đây này quang trung phân tích tí xíu luôn là à, trường sang trường sang phải làm như vậy à, đôi khi à, đôi khi vì một cái gì đó bởi vì nếu mà làm phật làm làm phật lòng mạnh quỳnh thì mạnh quỳnh sẽ không có nâng đỡ vì trường sang là như thế nào trường sang thì vẫn còn yếu à, chưa có cái cái nền tảng và chưa có cái lập trường đặc biệt là cái cái nền tảng về âm nhạc trường sang không có đàn gà phi nhung cũng giống như là tuyết nhung dù gì đi chăng nữa khán giả và fan cô chú bác ủng hộ đúng không cái nền tảng của đàn gà là gì là cô chú bác đó là cô chú bác anh chị em và các bạn trẻ đó đó là cái nền tảng âm nhạc của đàn gà nhưng mà riêng trường sang thì không có trường sang không có fan nhiều trường sang không có fan nhiều không có người ủng hộ không có fan mà fan là phải fan cho cứng nhắc không phải như mà anh mạnh quỳnh anh mạnh quỳnh là 30 năm rồi fan của anh mạnh quỳnh là là cứng luôn á cứng như là bê tông cốt sắt vậy đó. đúng không hoặc là fan của cố ca sĩ phi nhung cứng như bê tông cốt sắt còn trường sang không có như vậy thì không có cái nền tảng thì đó là quan trung nói là nền tảng cái gì nó phải có cái nền tảng xây mái ấm gia đình làm bất cứ cái gì mình làm phải có cái nền tảng và mình phải có cái lập trường mình đi chứ không phải bu chứ không phải thấy nhỏ ánh này mình bu theo nhỏ ánh này thấy tiết nhung mình bu theo tiết nhung thấy quỳnh trang bu theo quỳnh trang mình thấy ở nhỏ nào đẹp quá mình bu theo nhỏ đó ồ thấy nhỏ đó hot quá bu theo nhỏ đó cái đó là những người không lập trường ở đây là quang trung phân tích về trường sang hoặc là về tiết nhung hoặc là về đằng gà về bệnh quỳnh đặc biệt là trường sang trường sang cái tuổi đời còn trẻ lắm đối đối với trường sang Quang Trung, Quang Trung cũng như là chú Trường Sang Tuổi đáng chú, đáng cha nó Đúng không? Ở đây là phân tích để cho Đàn gà hoặc là để cho mọi người Các cháu đồ hiểu Để có cái vững cái lập trường đó Mình đã trải qua rồi mình biết Hồi đó mình cực khổ, mình bị vấp ngã như thế nào Mình biết đúng không? Phải không? Chứ mình cũng không có ghét gì các cháu cả Mình không mình cũng không ấy gì Mình phân tích mà đây là phân tích và, và bình luận thì trường sang không có cái nền tảng đó đó là cái lý do tại sao trường sang phải như là là cô chú hoài việt phan nó đúng trường sang phải nịnh mệnh quỳnh phải lo cho dương huệ à thì ở đây mới nói rằng là người lớn tức là thầy đi kiểu nào thì chọn nó đi kiểu đó người lớn đi sai thì con nít nó cũng đi sai luôn bởi vì mình bây giờ mình là một người leader mình là một cái người mà à, à, cầm đầu đi mình cầm đầu làm sao và mà, mà mà cho nó đúng thì à cái đám lính của mình nó sẽ đi đúng còn mình cầm đầu sai thì đám lính của mình nó, nó đi sai hết đúng không ai là quản lý công ty ai là manager ai là ceo làm về công ty có à, trăm hai ngàn lính thì quang trung nói và hiểu đúng không mình đi sai thì mà cái đà lính nó sai bị lính nó theo mình không lẽ mày lính lính mà nó theo người khác cái vấn đề mình quỳnh thích dương huệ thì thực tế cho nên là trường sang cũng phải làm theo cái lời dạy của thầy thầy mà thầy nói phải nghe chứ không nói nghe nó không dạy sao đúng không thì nói quan trung nói như vậy đó cho nên phải nịnh thầy thì cô chú hoài việt phan nói đúng phải nịnh thầy làm theo ý của thầy à, làm 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 sao để cho vừa lòng như huệ à, Cho nên nếu không là sẽ bị sẽ bị thầy bỏ Bởi vì trường sang cần cái sự mà cần cái sự quan tâm đó trường sang cần cái khán giả cần người ủng hộ như vậy đúng không cho nên là trường sang cứ chạy qua đây chạy qua kia chạy qua đây chạy qua kia nếu mà cái người mà có cái nền tảng hoặc là cái lập trường đó, thì họ không có chạy họ sẽ ở lại một chỗ họ đứng một chỗ họ theo tại sao quan trung nói về lập trường và nền tảng lập trường là như thế nào là mình nói sao mình làm vậy là quân tử mình có cái lối đi riêng của mình mình theo thí dụ đi bây giờ mình mình theo tuyết nhung thì mình cứ theo tuyết nhung bây giờ theo tuyết nhung không có xô hay gì nữa mình có nền tảng rồi mình không có đói nhưng mà mình sao nhưng mà mình giữ được cái tiếng tâm mình giữ được cái lòng mình giữ được trái tim mình giữ được cái sự yêu thương của khán giả mình không có làm phật lòng khán giả mình không có làm trái cái cái khái niệm của khán giả, cái cách nhìn của khán giả Cái ý tưởng của khán giả Trường Sang nó còn trẻ Nó chưa có hiểu được cái vấn đề đó Nhưng mà Mạnh Quỳnh lớn thì chắc thầy lớn thầy phải hiểu Vấn đề đó chứ, đúng không? Cũng giống như là Quang Trung nói Hồ Văn Cường, Quang Trung phân tích Hồ Văn Cường năm ngoái Hồ Văn Cường có lẽ nó trẻ Nó chưa có hiểu đời, nhưng mà cha mẹ nó lớn Mà cha mẹ nó phải hiểu chứ Đúng không? Còn nếu không thì mày mất dạy rồi Ủa nó ủa, nói gì không đúng sao Nó nói thật với ông Bạc cho em chứ truyền thông Hồ Cường mà những cái người này nó nói không lại quan chung Nếu mà nếu mà như vậy thì mày mất dạy rồi bây giờ tao nói mày mày vong ơn bội nghĩa Bất chung bất nghĩa bất nhân bất khiếu thì đúng không đúng mà Cả cái gì Trả lời không được vô chửi phải không cho nên là cái lập trường cho dù cái thông cảm về cái sự mà kinh doanh kinh tế đồn kia mình thông cảm cho trường sang là mình cũng hiểu chứ không phải là không nhưng mà có nhiều cái có nhiều cái người và fan và họ hiểu lầm đó thì mình mình phân tích cho họ sâu vào sâu thêm nữa để cho họ hiểu được là, là như vậy nam nhi đại trường phu thứ nhất là phải có lập trường rồi rồi bắt đầu mới có cái nền tảng mà có nền tảng rồi lúc đó thì muốn sao cũng được chưa có gì hết chưa có nền tảng hết tự nhiên cái mới đậu chỗ này có mấy ngày qua chỗ khác qua chỗ khác cứ đi là vậy đó vì tại sao nếu mà ở với Nói thẳng luôn nếu ở tiết nhung nó không có show nhiều cho nên là là phải đi với đi với người này đi với người kia cho có show Nói thẳng là như vậy đó chứ đừng có nói là ờ à, hát nhiều hát với nhiều ca sĩ là bình thường nó hỏi bây giờ nói nói như vậy mà cũng nói được bây giờ suy nghĩ cây phi nhung hát với mạnh quỳnh bao nhiêu năm đó Phi Nhung hát với Mạnh Quỳnh mấy chục năm đó, mười mấy hai chục năm đó Ca sĩ Lâm Thúy Vân, Lâm Nhật Tiến hát với nhau bao nhiêu năm Người ta ca sĩ, người ta hát với nhau cả, cả năm, mười năm rồi kia Người ta mới, 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 sau đó người ta mới không còn hát nữa, người ta người ta mới giải tán Còn anh anh đến với người ta, anh đến với người ta năm ba bữa, năm ba hôm cái anh, anh bỏ, anh đi rồi, rồi, anh nói ô tôi phải hát với người à, tôi hát với người kia không ai là mình mình phân tích cho hiểu vậy thôi nhưng mà về trường sang đó, là, là là trường sang cần cái sự mà mà cần cần cái kinh doanh cần cái kinh tế như vậy nhưng mà làm như vậy thì sẽ không có cái nền tảng và không có cái sự tin tưởng của khán giả Tại vì không có cái lập trường đàn nam như đại dân phu đàn ông có cái lập trường khán giả mới tin chứ mình phải mình phải xây dựng cái nền tảng khán giả giống như mạnh quỳnh thì nền tảng khán giả 30 năm rồi đúng không thì khác rồi mình bao nhiêu năm bây giờ mình quỳnh nó mình nhìn theo dương huệ nữa nhưng mà cái vấn đề mà khó năng giải ở đây là phải trường sang không nghe không được thầy trò không nghe không được đúng không cũng tại vì trường sang bây giờ là không có cái lập trường rồi cũng không có nền tảng cho nên phải nương tượng này nương tượng này, kia nói chung là như vậy đó đúng không còn cái người mà họ đủ họ 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 là khá là họ họ secure tức là họ 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 thấy họ họ an toàn rồi cho nên họ không có cần Họ cần cái tình cảm, họ cần cái tình nghĩa Họ cần cái tấm lòng và trái tim Còn cái người mà họ họ, họ không đủ cái nền tảng Họ không đủ à, cảm thấy an toàn đó Là bắt đầu họ họ bị lung túng Họ chạy qua chỗ này chạy cái... Ông bà em thấy những cái người mà lúng túng không? Lắc sắc, lắc sắc, ồ, Hoảng hốt chạy nhà, cái này chỗ kia Bình tĩnh, cái gì cũng phải bình tĩnh hết. Phải không? Rồi Rồi cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn Phong Lê. À, rồi trở lại với chú Thọ Nguyễn. Bài viết này chú viết rất là hay. Không phải bây giờ mà thôi mà tôi không thích à, Trường Sang ngay từ đầu vì mình đây là bài viết của chú Thọ Nguyễn à, quan điểm của chú nha. Không phải là bây giờ tôi mới không thích Trường Sang nhưng mà kể ngay lúc từ đầu đó tôi nhìn trường sang không thật thà như duy du nò và ngọc phụng ngày dỗ đầu của phi nhung nó đến như khách qua đường trường sang không nhớ là ai mà khán giả mới biết đến nó là nhờ phi nhung không từ ngày nó đậu quán quân xong rồi đâu ai biết đến nó nhờ xô nhớ nhung và kết hợp với tuyết nhung đó đây là chú thọ nguyện chú nói đúng như quang trung nói ông bà cho em đó là <laughs> những cái ngày mà ngày trăm ngày 49 là ngày dỗ của phi nhung đó là là nhờ những cái ngày đó những cái ngày đó trường sang mới biết được được biết đến còn năm 2021 mà quán quân cái gì đó thì cái lúc đó đó là không ai biết trường sang quang trung cũng không biết đó thực tế không biết tụi nó là ai nữa nhiều bây giờ việt nam nhiều ca sĩ việt nam nhiều hot girl mình không biết ai luôn mà mạnh quỳnh biết phải không cái đó mình phải gọi anh mạnh quỳnh anh chỉ và chiêu phải không chỉ là chiêu để, để nằm ngửa để mấy em nằm ngửa <laughs> chỉ ngoài chiêu kêu mấy em nằm ngửa <laughs> mình không rành <laughs> mình quê mùa lắm à, đúng là như vậy thì cái bữa mà ngày dỗ đó ông bà các em là trường sang rồi này kia họ đi tới này kia rồi rồi, rồi, rồi rồi cũng nhờ cái tên tuổi cái nhờ cái tên tuổi của trường sang sau này nhờ cái tên tuổi của phi nhung nhờ cái tên tuổi của đàn gà trường sang người ta mới biết tới quang trung mới biết tới mọi người mới biết đến Bây giờ đi với người mới có một vài hai ba show rồi kia làm dữ lắm. Show ở trong hai cái video ngày hôm qua Trường Sang nói show xô thật show giả hay là có show không có show xạo hay thiệt chú biết con ạ. À. Mày <laughs> mày đừng có gạt chú nha, show có không có mày đừng có gạt chú nha. Mày 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 có nhiều show không có nha cho nên mày đừng có nói. Mày đừng có nói là không có thời gian tới shop Tiết Nhung nha. Cái, có những cái show trong đó mày nói là không có đó. Mày đừng có giỡn. Tao gọi thẳng bầu show tao nói chuyện luôn mà tin không hồi nãy á các bà ơi, ông bà cho em thấy không? Nó, nói nói chuyện thẳng với người ta luôn. Tại vì cô Hương Lan đã về Việt Nam đó, ở bên đây tao gọi thẳng cô Hương Lan tao nói chuyện luôn. Ủa cô Mời Hồ, cô, cô Mời Hồ Văn Cường à? Khán giả tôi có quyền đó, đúng không? Có quyền hỏi. Thì nhờ 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 cái tên của cố ca sĩ Phi Nhung, nhờ cái tên của Tuyết Nhung, tức là đàn gà, Trường sang mới được một số người biết đến mới mới có sơ 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 mới có hủy hủy người ngửi hủy hửi đánh mùi thôi là bắt đầu là vong ơn bội nghĩa liền thì cái đó người ta lên người ta nói đúng rồi cảm ơn lên mình thức sang này ngon ha sang lên sang cảm ơn tiếng nhung không phải <laughs> cảm ơn nhỏ cảm ơn em gái miền bắc bị em gái cho anh sung sướng quá em gái cho anh lại cho anh cái tuổi trẻ lại cho anh uh, lấy lại cái tuổi trẻ À, cho anh vơi đi cái nỗi sầu Sống à, sóng gió rồi này kia không mày lên mày. tao mày mày học thầy mạnh quỳnh mày mày, mày hơn tao rồi đó sang ạ à. mày hơn chú mày đó tao thì không bằng mạnh quỳnh mạnh quỳnh giỏi quá à, nhờ phi nhung không từ ngày nó đậu quán quân thì không ai biết đến à, và lúc đó xô so nhớ nhung kết hợp với Tuyết Nhung. Rồi bắt đầu từ đó khán giả mới yêu thương cặp đôi Trường Sang Tuyết Nhung chưa gì hết mà nó đã tỏ thái độ không lễ phép với khán giả. Thấy Phi Nhung không là một ca sĩ nghệ sĩ hạng A mà à, chưa bao giờ dám láo lếu với khán giả. Đưa ca, đưa ca sĩ lên đỉnh vinh quang vì khán giả cũng sẽ dìm xuống được nếu ca sĩ đó sống không có đạo đức. Um, thì đó nãy giờ quang trung phân tích đó vì có nhiều nhiều ca sĩ uh, này kia đó họ, họ họ hay đại khái là chửi khán giả hoặc là họ hay ta đây hay là à, ngạo mạn rồi này kia đó thì um, những cái người đó thì như chú chú thọ Nguyễn chú nói đó, những người đó sẽ đại khái là khán giả họ từ 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 ok một cái một cái rụp một cái thì không nhưng mà từ từ họ họ chán nản thì họ cũng bỏ thôi họ cũng đại khái là họ cũng bỏ họ cũng không xem nữa nói chung là như vậy đó bởi um, bị bất cứ ca sĩ hoặc là bất cứ ai cũng vậy nó sống trên đời này phải cái đạo đức đi đầu lấy đức phục người chứ không phải là lấy mấy cái uh, mấy cái phản biện bào chữa cho mình mấy cái sai mình mình biết sai thì mình cứ nói ở à, mình sai đi cho dù mình không sai mình cũng nói ở à, tôi sai như vậy người ta mới thương thằng đó mới là khôn đó giống như ở ngoài em thấy em thấy như nó vô nó hỏi nó vô có người vô nói bằng chung ngu ờ à, đúng rồi tôi ngu à, tôi tôi sai cái đó mà là mấy, mấy, mấy cái người đây ông bảo với em những cái người nhận ngu và những người nhận sai những cái người đó mới là những người thông minh tuyệt đỉnh người mà nhận ngu người mà nhận sai người mà biết lỗi của mình là người thông minh tuyệt đỉnh đúng không quan trung ai vô nói ê mày mà, mà não mày ngắn mày ngu ok được không sao có thích ngu cũng được Ví dụ như Quang Trung là ca sĩ đi Người ta vô là nói ơ mày, mày, mày sai rồi mày làm gì không đúng nè Mày mày phải đi thứ dạ 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 Mình phải dạ 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 Giống như bây giờ mình mở quán hoặc là mình mở công ty đi Khách hàng vô Ê, mày, mày, sao mày là Ồ dạ 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 chú thông cảm Chú bình tĩnh rồi cái này để con giải quyết rồi cái đó mới thằng thằng đó mới là thằng khôn Ca sĩ mà bị khán giả chửi mà dạ dạ thưa thưa Thằng ca sĩ đó mới là thằng khôn Còn ca sĩ mà, mà khán giả góp ý chưa chửi Góp ý bắt đầu chửi lại nè mở miệng chửi người ta trước rồi mấy ca sĩ đó là mấy thằng ca sĩ ngu đúng không cái thông cái trí tuệ và cái thông cái thông minh tuyệt đỉnh là khi mà mình nhận sai và mình nhận ngu đó là cái người thông minh tuyệt đỉnh không tin lật không tin hỏi cao tăng đắc đạo lật kinh thánh uh, kinh uh, kinh thánh chúa giêsu hoặc là kinh phật đồ kinh bồ tát đồ coi quan chúng nó có đúng hay không chúa giêsu hỏi chúa giêsu nói À, có người lên hỏi chúa xô chúa ơi nó 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 nó, 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 nó tác con cái bên bên phải giờ con có trả thù không chúa nói không đừng đừng trả thù Quốc đưa bên trái cho nó tác luôn đi chúa nói vậy Phật cũng vậy Bồ Tát cũng nói y như vậy không không coi những cái thầy thầy cao tăng như là thầy thích pháp hòa rồi thầy thích 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 nhất hạnh à, thầy có nhiều thầy lắm họ nói đó cái đức đi đầu lấy đức phục người Người khôn là cái người nhận sai, người khôn là cái người mà lúc nào cũng ờ tôi sai và xin lỗi, biết xin lỗi, biết cái sai, người đó mới là khôn. Cái người gì mà chưa gì hết, táp 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 lại khán giả, chửi khán giả, táp táp táp, ê, mày đừng nói tao nha, mày không quen biết tao, <laughs> mày ngang tuổi tao, ha. À, mày ha, mày cái mấy người đó. Đúng không? Người nhận ngu, người nhận sai là người thông minh tuyệt đỉnh, rồi thọ thọ chúng nó đúng là Trường Sang tiết Nhung chưa gì hết mà đã tỏ ra à, không lễ phép với khán giả. Phi Nhung ca sĩ hạng A nhưng Phi Nhung lúc nào cũng không dám liếu láo lúc nào cũng à đại khái là làm cho khán giả vui, chiều theo khán giả, tỏ ra à, biết ơn với khán giả rồi à, phi nhung làm nhiều điều lắm ở đây chú thọ nói một vài điều quan chung quan chung sẽ bổ sung thêm một vài điều à, phi nhung làm cho khán giả vui phi nhung nhận sai phi nhung xin lỗi phi nhung à, 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 tức là tìm một cái cách nào đó để cho khán giả đừng có buồn và đừng có giận nữa đừng có bực tức nữa đúng không như bà hằng bà chửi phi nhung cũng hát bài hát để cho bà hằng bà đỡ tức đúng không Rồi... À, những cái chuyện từ bi bác ái của phi nhung mình mình nói nhiều rồi đó nhưng, mà những cái hành xử cư xử lại khi mà người ta chửi mình đó, phi nhung không hề chửi lại nè phi nhung lúc nào cũng ok phi nhung không có sai nhưng mà phi nhung vẫn nhận sai không phải là phi nhung nhận sai là phi nhung sai không phải người ta nói người ta nhận sai là người ta sai đâu phải người ta nhận sai hoặc là người ta nhường bước đúng không lùi lùi một bước trời cao đất rộng người ta lùi bước nó không phải là người ta sai hoặc là người ta sợ nhưng mà đó là cái cái lòng người ta tôn trọng, người ta tự trọng, người ta khôn, người ta thông minh, người ta lễ phép, người ta đạo đức. Chứ không phải người ta ngu, chứ không phải người ta à, người ta này kia không có đâu, không phải người ta sai hoặc người ta ngu không có đâu. Àm... Được nếu ca sĩ không có đạo đức mới à, mới nảy mầm à, mới nảy mầm mà còn à, mà láo. Còn còn con trang gì ghẻ của Trường Sang thật láo dám giật quyến sách của Phi Nhung mà quyến sách đó là cả thế giới tôn trọng mà con trang dám làm điều thất lễ người khuất. Rồi à, Quang Trung phân tích rất có lý. Dạ cảm ơn chú. đúng đúng là như vậy. Bởi vì cái bữa mà Quang Trung đem Quang Trung nêu cái điều mà dục giật sách như vậy đó thì à, Quang Trung cũng có à, có một cái video à, à, yêu cầu Bạch quỳnh và chị trang đó xin lỗi cái cuốn sách xin lỗi xin lỗi khán giả ở đây không phải là mình nói phi nhung phi nhung không cần sự xin lỗi đó xin lỗi là xin lỗi gì xin lỗi sự tôn trọng của khán giả bị cả thế giới cộng đồng người việt trên thế giới người, người ta tôn trọng cái cuốn sách đó người ta tôn trọng phi nhung mà lấy cuốn sách phi nhung mà à, dục kiểu đó giật hay là dục kiểu đó thì là không, bất tôn trọng thì phải xin lỗi đó không phải là mình ok mình mình chỉ phân tích vậy đó anh nhận sai thì đó anh 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 mới là người thông minh <laughs> ok lớn hết rồi mình nói như vậy đủ hiểu không cần phân tích nhiều đúng không thì cái bữa đó video quan trung cũng đó cũng có đã làm qua rồi à, rồi tiếp theo cô 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 nguyễn cân kim cô nguyễn cân kim hương lan không có hương lan không có fan ở việt nam hồ văn cường có fan chuyên nghiệp từ từ phương hằng gom lại gia đình Nhung chỉ có khán giả chân tình. À, đó là cái 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 lời cái, cái lời của cô cô Kim. Rồi chị chị Kiều Nguyễn, chị em hay là chờ cô gì Kiều Nguyễn à, đã đành đã đành nó yêu thương ai quyền của nó nó làm sao nó lại hành xử những thứ thô thiển lên mạng với con mụ già hơn mụ già hơn tuổi phô trương hoành tráng tưởng hay lắm sao hả người không sợ sao <laughs> tưởng hay lắm sao hả người không sợ khán giả chửi hay sao chị kiều nguyễn này chị chắc chắc chị nói là trường sang với là là ngò hoàng với ngân ánh um. Thì Ngân, Ngân Ánh lớn hơn Trường Sang 3 tuổi phải không? Đúng rồi, Ngân Ánh lớn hơn Trường Sang 3 tuổi thì chị Kiều Nguyễn chị mới nói là nhỏ nó 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 già rồi nó lớn rồi mà làm giống như là hay lắm mà lên nó là là lên mạng này kia làm giống như lời cảm ơn đại khái là những cái mà Quang Trung nói đó những lời cảm ơn rồi trải nghiệm rồi tuổi đem lại tuổi trẻ rồi vơi đi sóng gió rồi này kia rồi trải nghiệm rồi ôi trời sung sướng cái gì đó đại khái là nó tự sướng ở trên mạng không? Nó sướng ở trong phòng hay sướng ở đâu đó thì kệ nó đi chuyện cá nhân của nó ai đem đem lên mạng làm cái gì đó ý của chị Kiều chị nói như vậy đem ra làm như tưởng đâu là hay lắm tức là là phô trương quá phô trương những cái vấn đề mà nó không có liên quan mà nó đem lại cái cái, cái tiếng xấu nó đem lại cái, cái cái nỗi buồn cho cho người đối phương giống như là cho Tuyết, Tuyết Nhung mình nói thẳng luôn cho Tuyết Nhung hoặc là cho fan Tuyết Nhung hoặc là cho cả một số khán giả ông bà của anh chị em mà ủng hộ Tuyết Nhung hoặc là ủng hộ uh, uh, Phi Nhung đồ này kia đó hoặc là ủng hộ cặp đôi này tại vì tại sao bị làm cho người ta disappointed, tức là làm cho người ta thất vọng bị thất vọng là gì giống như hôm qua quang trung nói đó người ta người ta xây dựng những cái fanpage người ta ước à, người ta thích như vậy này kia cái, bị khán giả mà khán giả xem khán giả trả tiền hoặc là khán giả nghệ sĩ sống nhờ khán giả mà mình nói thẳng luôn thì đương nhiên rồi làm cho người ta bất mãn làm cho người ta thất vọng cho nên người ta lên người ta nói đã vậy rồi còn người ta đã không nói rồi nhưng mà đã lên còn viết những cái bài phô trương đó. rồi lên quay phim chụp hình rồi ôm ôm rồi bắt đầu là xà nèo xà nèo xà nèo này kia này kia đó tụi bay, bay sung sướng bây bay, tụi bay vô khách sạn tụi bay sung sướng đi tụi bay lên tụi bay sung sướng để cho thiên hạ biết ạ à. không phải cái chuyện nói về tích nhung mà nói về cái vấn đề là mày lên ống kính mày sung sướng giống như vua cá coi vậy đó mày, à, anh sung sướng cái chuyện cái chuyện của anh anh lên anh, anh anh anh, kể trên mạng để làm cái gì anh kể trên mạng thì người ta phân tích thôi anh viết bài anh kể trên mạng anh nói ôi tôi sướng mày lấy vợ giả dạ, sướng quá bỏ vợ lấy vợ sướng quá là chương sáng phải ồ mày ở với tiết nhung đau khổ quá không có được sướng ở với ở với ở với anh này được sướng à, thì cái sướng hai thầy trò này mạnh Quỳnh với là trường sa này thích sướng đúng không người ta là cái, cái 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 người ta là cái gì cái tương lai ca hát tương lai nghệ sĩ cái nền tảng và cái lối đi tức là mình tìm một cái lối nào đó để mình xây dựng cái tương lai nghệ sĩ của mình cùng với tiết nhung hay là cùng với với ai đó vân vân chứ không phải là làm nghệ sĩ là để được sung sướng chị kiều cho nó đúng mà mày làm giống như mà chưa được sướng bao giờ à, ok à, anh anh duy nguyễn anh duy nguyễn quang trung ơi mới mới hát show ở miền tây có ba con nuôi phi nhung và trường sang thấy thiên hạ chửi gọi nó là thằng mắc thằng mắc khí không muốn cho nó hát chung với tuyết nhung nữa ngày hôm qua đúng rồi ngày hôm uh, ngày ngày hôm qua ngày hôm qua có cái có, có cái show mini show nào đó ở đâu show vĩnh long hả? Huh? show vĩnh long là hôm bữa rồi mà À, có có một cái show nữa có một cái show mini nữa đúng rồi hôm qua hôm qua có một show bên Quỳnh Trang hình như có lên đúng rồi bên bên Quỳnh bên Quỳnh Trang Quỳnh Trang có có đăng đúng rồi có một cái show thì anh Duy Nguyễn anh nói là mới hồi nãy có cái show tức là ngày hôm qua Quang Trung lên video anh anh nói là có cái show ở miền Tây là khá là có Trường Sang đó thì hồi nãy Quang Trung mới nói là là, là à, sau làm cái livestream ngày hôm qua xong á là <laughs> Trường Sang có đăng cái video hát chung với Tiết Nhung chắc có lẽ là cái video này đây đúng rồi anh duy nguyễn anh nói ngón tay rất là nhiều đó là 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 đúng à. anh anh trường quang trường sang không có không có duyên chút nào tôi nghe trường sang ca là tôi tôi nghe trường sang ca là tôi tôi lướt qua cái mặt không thiện cảm trường sang cái mặt không thiện cảm ở đây là chú quan chú chú trương quang cái mặt không thiện cảm đâu cái gì đầu nó là học dẫu nó là học trò của mạnh quỳnh cũng không nghe không thích là không thích Thì hồi nãy anh bình anh duy duy nguyễn anh duy nguyễn anh nói là khán giả nói cái gì đã cái là nhan sắc thì ok quang trung không à, quang trung xin phép không bình luận về về nhan sắc à... rồi cảm ơn cảm ơn các cô chú trở lại với kiều nguyễn à, ngón ngón tay ngón tay rất là nhiều trường sang mặt lượng trường sang mất luôn nó quay lại hát cùng trường sang mắt luôn nó quay lại hát cùng tiết nhung kệ nó thôi đời nghệ sĩ khán giả cứ bơ bơ nó đi nó hát khán giả không tặng hoa như trước nữa là nó tự hiểu ca sĩ không cần khán giả hát cho ai nghe ai xem rồi chú chú chú, chú Dương Hải quan chung nói thật tuyệt vời ba người này nổi nổi nhục quá ca nổi nhục quá ca nghệ sĩ Việt Nam có rất nhiều người nổi tiếng đâu có lùm xùm như à, ca sĩ Hải ngoại và à, trò Quán Quân thế đâu À, là người bước lên sân khấu mà không nghĩ ngại khi nhìn thấy các nghệ sĩ gạo cội Việt Nam là khán giả không còn ngán cho người bạn chi kỷ của Phi Nhung. Thấy mất mặt về Mạnh Quỳnh quá, hãy để cho khán giả thương yêu nhé. Đây là lời của cô cô Dương Hải. Rồi cô Thủy Đặng, ta nói ba thầy trò nó không ra con không ra vì thầy trò nó không ra vì người khán giả chửi vô mặt còn không biết nhục vì không biết cái đúng cái sai của mình cô thủy đặng cô nói tại khái là cô nói ca sĩ mạnh quỳnh một ca sĩ phải biết đúng sai của mình phải xem xét cái 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 đúng sai của mình nói chung là như vậy à cô cô Lan Hương cô Lan Hương cô nói đó cô Lan Hương cô nói là Quang Trung bình luận vui quá chính xác nữa gái miền Bắc dẻo miệng lắm đúng rồi. bắt dẻo miệng bởi vậy là Trường Sang <laughs> Trường Sang mới mới khoái mà Quỳnh mới khoái đó hai hai thầy trò mới khoái đó dẻo dẻo dẹt luôn mà rồi cái bài này rất là nhiều ngón tay của cô Ngân Thu đúng là thầy trò Mạnh Quỳnh, Trường Sang giống y chang nhau từ à, tư duy kiểu à, kiểu kiểu mì ăn liền tư duy tư duy là cách uh, suy nghĩ đó các bạn Tuy, tùy tư duy kiểu mì ăn liền luôn luôn bạo biện những việc làm sai trái đúng là như vậy trường sang với mạnh quỳnh là như vậy hay hay thầy trò nào trò đó hay 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 đại khái là 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 phản biện lại thứ nhất thứ hai là bào chữa bào chữa cái sai của mình đó không không có phủ đại khái là không có chấp nhận cái gì đúng cái gì sai hoặc là không có nhìn ra cái gì đúng cái gì sai hoặc là cái gì nên làm hoặc không nên làm cứ theo cái ý của mình đến cách hành xử cư xử lối sống <laughs> gấp chạy theo sắc dục tầm thường hiện tầm thường hiện phần lớn khán giả ở cả trong và ngoài nước đã mất hết niềm tin đối với ba người thầy này Trường Sang Dương Trường Sang Mạnh Quỳnh và Dương Huệ trong đó một bộ phận không nhỏ tỏ thái độ bất bình đòi tẩy chay hoàn toàn các show diễn à, có sự hiển diện của ba ca sĩ này có lẽ đã đến lúc cần phải lật tẩy cái tổ kền kền mạnh quỳnh dương huệ và trường sang cứ để bùng cứ để bùng nhùng mãi thế này, e rằng không chỉ xúc phạm tới danh tiếng của ca sĩ Phi Nhung mà giới nghệ sĩ. À, đây là cái lời của cô Ngân Thu. Thì đây là cái quan điểm của của cọ thôi. À, Quang Trung vì á, là gần đây Quang Trung cũng thấy là người ta phản đối nhiều lắm. À, ngoài cái bài này ra còn những cái bài trên Facebook nữa, người ta người ta nói nhiều lắm. Các bạn, ông phải em lên cái cái những cái fanpage trên Facebook á, người ta nói còn dữ nữa. À, ở trên đó họ chửi dễ hơn ở YouTube thì không đôi khi cũng không có chửi được đúng không? Mà trên Facebook thì họ chửi thẳng luôn. Rồi rồi sắp hết rồi. À la 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 la. Rồi trở lại với chị à chị An Bùi thầy trò bạc bẽo giả tạo đây là thầy dạy trò <laughs> trò phải đi trò trò trai phải đi lợi dụng giả tạo trò gái phải lăng lơ phải lẳng lơ trà xanh cướp chồng vì mới được nổi danh giống thầy thầy đây là cả đời bây giờ mới nổi danh. đó là cái lời đã khá là cái vấn đề ở đây là chị An Bùi chị nói là vấn đề hồi nãy Quang Trung đưa cái tấm hình lên đó Dương Huệ đã có chồng Dương Huệ và bà... thôi chồng à, Dương Huệ thôi chồng cũng vì cái câu mà hút hồn à, không biết con con ánh nó có chồng chắc chắc chưa đâu phải không không biết con ánh nó có chồng chưa ta không biết chắc, mai mai gọi trường sa hỏi Con nhỏ nó có chồng chưa lớn lớn hơn mày ba tuổi đó. nó nhẽo nhẹt à nhẹ. thì đại khái là cái 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 vấn đề và cái tấm hình đó thì chị An Bùi chị nói là liên quan tới cái đó à, đại khái là đã có chồng có vợ Mạnh Quỳnh cũng đã có có vợ có có con đúng không thì bên Dương Huệ cũng đã có chồng có con mà làm như vậy thì nó không có đúng cái cái đạo lý và cũng không đúng cái đạo đức Rồi tiếp theo là cô Xuân Lan, cô hay chị, cô hay chị Xuân Lan. Mình cũng mình cũng chẳng ưa gì thằng đó đâu, thằng đó đâu. Kể cả nó hát với Tiết Nhung, mình cũng không có coi. Khi nào mà Tiết Nhung hát một mình thì mình mới coi và ủng hộ thằng quỷ đó với với thằng quỷ đó với lại thằng thầy nó giống sao thầy à, một tư cách à, từ tính cách luôn vừa vừa xạo vừa lau cá tính cách vừa xạo vừa lau cá vừa xạo vừa lau cá của chị Nguyễn Thị Xuân Lan Sorry, Hoàng Thị Xuân Lan chứ đúng 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 có thấy thấy cũng vậy đó Quang Trung cũng thấy là là nó hơi hơi hơi, hơi láo <laughs> nói theo cái kiểu mà giang hồ nó hơi lao láo bố nào bố níu mình bác là hỏi mẹ bố nào bố níu không mình cũng thấy như vậy đó từ hôm bữa hai cái video với là mấy cái bữa trước à, nó nó trả lời với vbiz vbiz với là nhật báo uh, showbiz nhật báo rồi kia đó. nó trả lời thấy nó cũng lâu lau <laughs> không chị. không khán giả nói đúng lắm khán giả nhìn thấy những cái cái nhược điểm và cái những cái khuyết điểm đó không và những cái điểm yếu điểm yếu điểm 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 cứng điểm mềm điểm yếu điểm điểm đúng điểm sai thì khán giả nhìn thấy đúng rồi anh mạnh dũng anh phạm mạnh dũng hóa ra con anh anh ánh bùi với con dương huệ cũng một à, một rước với nhau là bạn thằng trường sang phải cặp trường sang phải cặp với con ánh bùi và thầy cặp với dương huệ là hai cặp đôi đi với nhau À, rẻ hơn hai con uh, rẻ hơn uh, có co, hai con uh, tuyết uh, tuyết nhung và và và, và mẹ phi nhung à, thầy không được thoải mái vì gì à, anh viết anh không có dấu anh nói rằng là <laughs> thay vì á, là trường sang á, mà cặp với con con ánh, thì con ánh á, tuyển ánh là nó có liên nó, nó, nó cũng có nó miền bắc với ông nó có liên quan tới dương huệ thì ăn bà có ai cũng biết rồi thì vùng miền với nhau đương nhiên là nó, nó nó, nó dễ dãi với nhau hơn và nó nó, nó, nó thấu hiểu với nhau hơn nó không có cái sự phân biệt đúng không cái này là thực tế nó không có sự phân biệt và đại khái là <laughs> dương huệ giới thiệu con ánh là cho con trường sang vì phải giới thiệu cho con trường sang chứ việc đi với tiết nhung á thì mạnh quỳnh với dương huệ sẽ không có được tự nhiên thì cái anh anh phạm mạnh dũng này trẻ tuổi anh này anh này, cậu này trẻ tuổi cậu nói rất là chính xác và đúng tuy không có bỏ dấu nhưng mà quang trung sẽ dịch lại cho đi với là đi với trường sang đi với là con ánh con con con, con gì hoàng Ngân ánh mạnh quỳnh với dương huệ nó dễ giải hơn dễ giải dễ dàng hơn dễ nằm ngửa hơn đúng wow. không? Còn đi với Tuyết Nhung á, bị tại sao khó khó nằm ngửa, bị nằm ngửa bị người ta chụp hình liền hồi nãy, hồi nãy đầu video vô mới đưa lên á, nằm ngửa là bị chụp hình liền, đúng không? Bị Tuyết Nhung á là con của Phi Nhung. Thứ nhất á, là cái nó ngại lớn mà, tuy nhiên mà người lớn mà ngại phải không? Thứ hai đó là nó nó khó nó khó nó khó làm ăn lắm. <laughs> cho nên phải cho nên phải cặp bè phải cặp phải phải đường sang đường ánh cho thằng sang đi với thằng sang thì con ánh này đó thì thì với với dương huệ thì đương nhiên là nó dễ giải rồi người miền mùng vùng miền với nhau và nó cũng không có cái gì liên quan tới phi nhung cho nên cũng không có ái nái phải không cho nên là hai cho nên là phải là thầy thầy phải kêu kêu trò cặp với cặp với ánh đi hôm bữa quang trung không biết chọn nó là ai luôn không cái bữa mà Quang Trung lên Quang Trung Quang Trung có nhắc đó là Quang Trung chưa từng coi video nó cũng chưa từng biết nó là ai nhưng mà Quang Trung nhìn cái tấm hình thôi Quang Trung Trung chỉ nói một câu nhỏ này người bắt Quang Trung thề không biết nó là ai cũng không có xem nữa mình không có rảnh đâu mình xem mình chỉ, mình nhìn vào một phát hay là mình coi một cái video thôi là biết này nó suy nghĩ cái gì nó nói gì rồi cái tấm hình đó đó chưa xem bao giờ chưa xem bao giờ luôn nhìn một phát nhỏ này người bắt này đúng không qua ngày hôm sau quang trung mới vào cái video xem ồ thì đúng rồi sao mình mình nói mình mình đoán hay vậy ta sao mình đoán trúng đoán trúng số không trúng mà đoán mấy cái bậy bạ tầm bậy tầm bạ Tào lao thì nó trúng lắm anh này nói đúng nè à. đúng rồi đi mà trường sang đi với em, trường sang đi với, với với ánh với ngân ánh đó, nó dễ hơn nó dễ dãi hơn nó không có ngại không có ái nái mình quỳnh phi nhung bây giờ có nằm ngửa nằm nghiêng thì cũng cũng không sao phải không thế bây giờ đi với đi với Tuyết Nhung hoặc là đi với Huỳnh Trang hay đi với Thiên Ngân á, nằm ngửa nằm nghiêng không được nằm sấp không à nên <laughs> mệt biết không <laughs> đúng không rồi cô Nguyễn Thị Liễu do mẹ Trường Sang hết đó quan trung tại vì Tuyết Nhung à, cái gì đúng thì nghe còn cái gì không đúng thì không nghe à, lời mẹ Trường Sang à, lời mẹ Trường Sang nhưng bà Trang nhưng bà Trang Nguyễn rất khó rất khó, rất khó ưa khó chịu <laughs> khó ưa khó chịu có cái, cái có cái cái người này cái người này ngân ngân bảy cái, người này vô nói là à, mọi người sao cứ sân si hãy cho hãy để cho các con phát triển sự nghiệp các bé có vấn đề đâu phát triển sự nghiệp cái gì nó đi nó, nó, bây giờ nó đi nó đi hát với người khác rồi sự nghiệp gì nữa đâu nó đi với người khác ở đây nếu mà nói về sự nghiệp thì con chung nghĩ là chắc các chị các cô các cô này chắc không hiểu sự nghiệp là gì khán giả bình luận khán giả góp ý là khán giả đang xây sự nghiệp cho các cháu cũng giống như là ở trong đó có duy du nồ trường sang và đàn gà và phi nhung cũng giống như là là mạnh quỳnh đúng không thì cái sự nghiệp nếu mà muốn muốn xây dựng cái sự nghiệp tức là muốn xây dựng cái nền tảng đó thì phải có cái lập trường mà làm như vậy thì nó đâu có phải là lập trường nữa sự nghiệp cái gì bây giờ nó đi với nó đi với con, con, ánh rồi nó đi với ánh rồi các cháu sự nghiệp gì các cháu nữa khi nó đi với ánh thì không ai xem không ai xem thì bây giờ nó nè ở đây nè người ta đang còn người ta đang còn say mê tuyết nhung và trường sang thí dụ đi hoặc là người ta đang say mê mạnh quỳnh và phi nhung tự nhiên cái cái mấy ông nội mê gái mấy ông nội chia rẽ cái người ta không xem nữa không xem nữa thì mà cháu mà cháu không có ăn không có ăn nào có cháu có ăn hết mày có cơm mà tao có cháu bây giờ mày chia rẽ mà cháu cũng không có ăn cháu cũng không có hút bây giờ đó cô cô ngân bảy cô hiểu chưa con chung phân tích vậy đó sự nghiệp là khi khán giả họ thích thú mình diễn là khán giả phải thích thú giống như là quang trung phân tích thôi quang trung nói chuyện người ta xem là vì người ta thích người ta thích thích thú người ta theo cái, cái, cái rồi mình theo cái nhu cầu của người ta thế bây giờ cái tự nhiên khán giả đang còn uh, đang còn thích này cái mình tự nhiên cái mình đi nói cái kia à mình mình uh, mà, 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 cái là mình mà, mình nói đường mình làm nẻo thì ai mà ai mà tin ai mà thích thú nữa ai mà hứng thú nữa người ta cục hứng thì giống như là bây giờ người ta người ta, người ta đang còn say mê Mạnh quỳnh phi nhung cái tự nhiên cái theo dương huệ cái làm cực khúng đúng không người ta đang còn say mê tiết nhung mà trường sang cái tự nhiên cái bây giờ trường sang đi hát với nhỏ bắt nhỏ nhỏ đệ tử của dương huệ thầy cho cho thầy gì đó người ta cục hứng thì khi mà khán giả cục hứng thì khán giả đâu thèm coi khán giả không thèm coi thì mình không có tiền không có tiền thì sự nghiệp gì trời ơi Có bảy ơi là có bảy đây là những cái bài bình luận nè à, bài bình luận giống hồi nãy quang trung nói người ta nói là cái okay, trai à, trai với gái đến với nhau không có gì hết thì quang trung hồi nãy quang trung phân tích đó còn những cái bình luận mà không không đáng trả lời thì quang trung không phân tích Tại vì hỏi những cái câu mà, mà trường sang có yêu yêu cô gái đó thì có sao đâu Mày mệt quá mấy người nói chuyện mấy mấy người mệt lắm mấy mấy vô bình luận mà mà, mà không có kiến thức mệt lắm Nói chuyện mà, mà, nhưng mà quan trung cũng không có xóa với ông kệ bà không muốn nói. À, quan điểm của họ mà họ muốn nói gì họ nói rồi đó là những gì quan trung muốn chia sẻ với ông bà của anh chị em hôm nay hôm nay chắc cũng cũng dài phải không ôi hôm nay cũng dài dài ghê hồn luôn á ui nói, nói nãy giờ quên cứ nói đi mua cái đồng hồ mà mà cứ quên hoài mình cứ nói hôm nay nói tiếng mấy thôi hôm nay nói hai tiếng mấy luôn á không, không sao Quang Trung cũng vui, vui đại khái là cũng vui và cũng hãnh diện vì đọc những cái bình luận của ông bà của anh chị em và khán giả anh chị em bình luận trong cái kênh Quang Trung. Quang Trung một lần nữa cảm ơn ông bà các anh chị em và các bạn trẻ bình luận. Đương nhiên rồi, cái, cái bình luận là cái mà Quang Trung đại khái là là mình thích nhất, cái cái hoạt mà thích nhất vì nó nó khỏi cái phân tích, nó khỏi có nhức đầu phải không? Đó rồi, thì hôm nay Quang Trung chia sẻ đó, thứ nhất là cái vấn đề là một lần nữa Quang Trung Quang Trung sơ lược lại. <laughs> danh ca hương lan không có mời hồ văn cường cái đó là công ty bầu xô à, gì à, bầu xô gì vừng à, vừng ơi mở ra chưa vậy đó phải không bầu xô bầu xô vừng vừng ơi đó à, công ty bầu xô vừng ơi à, Đại khái là họ họ mời cái đó chứ không chứ không phải là là, là chính à, bản thân của cái, danh ca danh ca hương lan mời không phải quan trung lập lại tí xíu rì by night 134 tại Thái Lan dân ca Hương Lan, sau đó dân dân Hương Lan về Việt Nam thì những cái bầu show công ty bầu show họ mời. Họ mời à, họ mời Hồ Hương Lan, họ mời Hồ Văn Cường ngày 4 tháng 12 đó thì à, có thể tới ủng hộ của Hương Lan hoặc có thể tới ủng hộ Hồ Văn Cường cái đó là tùy theo khán giả. Nhưng mà quan trung chỉ muốn cho khán giả và ông bạc em biết là bên truyền thông Hồ Văn Cường dùng cái danh 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 tiếng của cô Hương Lan, cái thanh danh của Hương Lan để PR Hồ Văn Cường thôi. Vừng ơi mở ra, công ty Vừng ơi mở ra họ cũng không có nói gì hết, họ cũng không có nói là Ồ Hương Lan mời, họ không có nói, họ chỉ nói là Hồ Văn Cường là khách mời. Tức là khách của ai đó mời của quản lý mời hay gì đó. Cô Hương Lan cũng là một cái khách mời, đại khái là hát đi hát để để cho vui, để kiếm tiền hay để gì đó. Còn chứ nói mà cô Hương Lan mời Hồ Văn Cường Cái đó không có Hồi nãy Trong cái video hồi nãy Quang Trung cái khúc Cái đoạn Quang Trung phân tích đó, Thì ông bà các em cứ trở lại cái đó Quang Trung phân tích rất rõ ràng Đưa ra những cái chứng cứ Quang Trung nói chuyện thẳng với công ty à, Cái người mà đại diện công ty ở trên Facebook đó, vừng, vừng ơi mở ra đó Người đó cũng không trả lời Quang Trung hỏi thẳng luôn Có phải cô Hương Lan mời không Không trả lời Nói cái đó hỏi hỏi, hỏi manager đó bởi vì tại sao quang trung quang trung thấy nó kỳ lạ bởi vì là không lẽ đại diện cho cái công ty tôi là người nước ngoài đúng không tôi ở mỹ tôi tôi tôi, tôi gọi tôi gọi về hay là gì đó mấy anh anh phải biết cái chi tiết chứ không lẽ anh đại diện anh là cái người thông tin mà anh không biết đúng không truyền thông hồ văn cường nó còn biết hết nữa không hồi chi mấy anh công ty mà anh không biết không thì mình 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 nói vậy đó mình hay là mình mình lý luận cái xíu vậy đó nhưng mà ở đây mình chỉ muốn chứng minh là cô Hương Lan không mời Hồ Văn Cường đó là công ty bầu xô họ mời thôi chứ không phải cô Hưng Lan cho nên ông bà của anh chị em hôm qua à, hôm qua hôm qua có một vài cái bình luận ở bên kia bình luận ở bên cái 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 cái, cái community á là chú chú nào chú vô chú nói là là thất vọng vì cô Hưng Lan rồi cô nào vô cô cũng nói như vậy thì Quang Trung nói với cô chú luôn là là đừng có thất vọng có hiểu lầm cô Hưng Lan rồi cô Hưng Lan không có như vậy đâu cái đó là cô Hương Lan không biết gì hết á, cô cô về với chú, cô chú Hương Lan về bệnh là lâu rồi không về Việt Nam. Covid mấy năm trời không về Việt Nam rồi sẵn đó về Việt Nam. Rồi đặc biệt là cái tuổi già bây giờ rồi, cũng lớn tuổi rồi cho nên là à, muốn hát cho nó vui chứ ở bên đây buồn lắm. Đây mùa đông buồn lắm. Đây giờ đang lạnh buồn lắm, chán lắm. Cho nên là những người lớn tuổi họ về bên bệnh bên Việt Nam vui. <laughs> À, thì đó thì cũng như là vấn đề uh, tiết nhưng mà trường sang họ vô họ nói thì quan trung phân tích đó. cái không phải là cái vấn đề ở đây là người ta uh, người ta nói là uh, yêu đương hoặc là cái gì cả đây là người ta nói về cái sự nghiệp bởi vì những cái người mà kinh doanh hoặc là những cái người mà họ nhìn thấy họ họ, họ nhìn xa đó, thì họ thấy họ thấy gì họ thấy cái sự nghiệp đó ngay đó đó nhưng mà trường sang bây giờ lại đi con đường khác Thí dụ như vậy đó thì họ góp ý như vậy thôi chứ họ không có có ý là ồ chống và phá các cháu hay là gì không có chuyện đó bây giờ nói về kinh tế kinh tế kinh doanh hay là sự nghiệp bây giờ cái sự nghiệp nó đi hát với người khác sự nghiệp cái gì mà hát với người khác thì không ai xem thì thì tuyết Nhung cũng không có được sự nghiệp mà thằng trường sa nó cũng không có được sự nghiệp vậy sự nghiệp cái gì chắc nó ra bắt nó, nó, lập nghiệp ở ngoài đó. đúng rồi nó thích gái bắt phải không nó nói với thầy nó thích gái bắt ra ngoài Bắc ra ngoài hà nội lập nghiệp ngoài đó. tết nay mình quỳnh về bển xô hà nội nhiều lắm nha <laughs> fan Hà Nội à, chuẩn bị <laughs> chuẩn bị phải không? Fan Hà Nội chuẩn bị về gặp cái Dương Huệ à, Huệ ơi, à, đó là cũng như là Quang Trung nói về chú chú thương tính vậy đó, à, mọi người lên nói, đặc biệt là bên à, truyền thông Hồ Văn Cường à, chỉ trích và à, chửi fan Phi Nhung và Phi Nhung rất thậm tệ trong cái mấy cái bình luận, à, thì mình thấy là là không có đúng và và cũng lên phân tích thì cái vấn đề mà chú thương tính người báo này nói khác báo thì nói là bị bị đột quỵ báo thì nói bị té xe <laughs> quan trung nói là bị bị gì bị ngáo đá bị ngáo đá hoặc là bị say xưa té xe không có như vậy té xe phải thứ nhất là hốt hoảng thứ hai chạy chùa thứ ba hư xe phải không? thứ tư phải có người đại khái là người đỡ người người ta chạy tới thì thường thường người lớn tuổi mà ở việt nam mình người lớn tuổi té thì người ta tới người ta đỡ chuyện bình thường ở đây thì không dám ở đây sợ nó thưa ở bên Trung Quốc thì sợ nó thưa nhưng mà ở Việt Nam thì khác đúng không rồi rồi thứ, thứ hai thứ hai nữa là cái là là cái cuối cùng đó là phải là phải có những cái người mà họ đưa những cái video hay là những cái gì lên ở đây nó không có bị cái khuôn mặt nó cho thấy được rằng là bị xỉn bị say hay bị bị phê ta say trời đất cũng say nói chung nghĩ là say say xưa uống buồn quá uống rượu uống rượu uống bia đồ này kia có lẽ là vậy cho nên là cái mặt đó thì mặt quan trung thấy là mặt say đó mặt say xỉn mặt rượu á, say trời đất cũng say với ta có <laughs> kiểu bà tới đâu hay tới đó bây giờ là sao chiếc xe còn dựng đó mà đâu có ngã đâu mà, mà té rồi báo, báo báo mới thì nói là bị bị té rồi bên bên sao store báo sao store nói là bị đột quỵ giờ không biết bạn té hay đột quỵ không có tôi không... <laughs> nhưng mà Quang Trung phân tích đó là chính xác. Rồi cảm ơn ông bà, các anh chị em. Cho quang Trung ngừng tại đây. à Rồi. Thứ hai. Việt Nam thứ ba. Chúc ông bà, các em ở à, hải ngoại. Buổi tối vui vẻ. Cali giờ chắc cũng 9 giờ. À, ông bà, các em ở. À, ông bà, các em và các bạn ở à, Việt Nam. Ngày, à, tuần mới vui vẻ. Tuần đầu vui vẻ. Rồi. Cảm ơn à, các bạn nhiều. Hẹn các bạn video khác. À, um, có gì... À, có gì có thêm như có một vài bài phân tích nữa rồi có nếu mà mai mai rảnh hay là mốt rảnh gì đã quang trung sẽ lên rồi cảm ơn bà các em nhiều